Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 136, Lật tẩy âm mưu, Tuyết Lan bị đuổi đi, 4. Thẩm Mậu vươn tay bóp chán, Tạ thị đang ấn huyệt thái dương cho ông, vừa nghe được chuyện của Tạ Di, nhớ lại chuyện Tạ Tố Linh đã làm, hừ lạnh một tiếng, tìm đi tìm được rồi thì để nàng ta chuyển ra ngoài. Cha, nếu chuyện tìm nhà cho gì ổn thỏa thì nói lý quản sự để mọi chuyện giao cho con giải quyết nhé. Vân Khanh nhận lấy chén nước trên tay hổ phách. Ừ, đều giao cho con quản hết, để cho con quản lý, không cần lấy chuyện của cô ta đến làm phiền cha, nhìn thấy thẩm mậu bị men rượu làm cho tự chủ giảm xuống, tạ thị lấy nước, cho thẩm mậu uống một chén cũng không thể để cho vân khanh nhìn dáng vẻ say rượu của phụ thân làm tổn hại đến uy nghiêm của người làm cha tạ thị mở miệng đuổi người quay đầu nói với vân khanh cha con say rồi con nói với ông ấy làm gì mau trở về viện đi mục đích đã đạt được mọi chuyện sau này thẩm mậu đã đáp ứng cho vân khanh xử lý nàng cũng không muốn ở trong này quấy dày cha mẹ mân mê miệng rồi đi ra ngoài rõ ràng nghe thấy chuyện của tạ di thẩm mậu sẽ không vui Vân Khanh không biết vì sao nhưng nàng luôn có cảm giác mẫu thân, tạ di và phụ thân còn có bí mật gì đó, mà bí mật này dường như có lợi cho nàng. Mẫu thân hiển nhiên đã nắm chắc thì nàng cũng sẽ không vội vàng làm gì. Mặt trăng dần nhô trên đầu cành liễu, treo trên không trung giống như một khối bảo thạch màu bạc. Nữ nhi vừa đi, tạ thị sai lý ma ma cùng bà đỡ thẩm mậu vào nội phòng, cho ông uống thêm một chén canh giải rượu, dần dần thanh tỉnh ngẩng đầu lên thấy bối tóc của tạ thị buông lỏng một bên ánh sáng từ ngọn đèn chiếu xuống mặt mày như mang theo sương khói mờ ảo bà đang cầm khăn lụa cẩn thận lau từng ngón tay cho ông bàn tay trắng mịn mềm mại chạm vào da thịt tức khắc làm cho ông cảm thấy tâm viên y mãn vươn tay ra ôm lấy tạ thị kéo bà đặt xuống dưới thân mình tạ thị thấp giọng kêu lên giả bộ từ chối chỉ một lát sau trong phòng đã vang lên âm thanh kẽo kẹt có thêm rượu trong người đúng là đặc biệt vui thích, hơn nữa đêm nay tạ thị lại còn đặc biệt hùa theo thẩm mậu, ông chỉ cảm thấy đêm nay quá tiêu hồn, ép buộc hai lần còn chưa thỏa mãn, cho đến khi thở hồng hộc, toàn thân đều là mồ hôi thì mới ngừng lại. Lúc này hơi rượu gần như đã tan hết, cả người chỉ còn lại cảm giác thoải mái sau khi qua chuyện phòng the, trong lòng ôm thê từ kiều mỉ, thẩm mậu lại càng thêm đắc ý, vừa lúc định cúi xuống nói mấy câu thân mật với tạ thị vừa kêu lên, văn nương, thì lại phát hiện ra trước ngực mình có cảm giác ươn ướt. cúi đầu nhìn xuống thì thấy tạ thị đang gục đầu trong ngực mình, im lặng chảy nước mắt, vội vàng nâng mặt nàng kên hỏi, có chuyện gì sao? Tại sao đang yên đang lành lại khóc? Tạ thị chỉ vùi đầu không nói câu nào, lại càng làm cho thẩm mẫu đau lòng, nhớ đến lần trước hai đầu gối nàng bầm xanh, nhíu mày hỏi, có phải mẫu thân lại ép buộc gì nàng không? tạ thị vốn muốn nhân cơ hội này nói với thẩm mậu bà cùng thẩm mậu là vợ chồng từ tuổi thiếu niên có tình cảm dù lúc này lão phu nhân gây náo loạn lớn thế nào nếu bà không nói chỉ sợ thẩm mậu cũng không biết trước đây bà không nói bởi bà cảm thấy không sinh được con trai là lỗi của mình giờ đã biết đó không phải là do bà oan ức nhỏ bà có thể nhịn nhưng việc hôm nay bà không nghĩ sẽ tiếp tục nhịn nữa hôm nay lúc thiếp vừa về đến Tomi bà đem mọi chuyện nói qua một lượt. Nương đứng trước mặt phu tử ở học đường của nữ nhi và hạ nhân nói muốn hưu thiếp. Nếu bình thường người nói cũng không sao. Nhưng hôm nay nhiều người như vậy, nương làm thế sao thiếp có thể đối mặt với hạ nhân trong phù cùng các phu nhân bên ngoài kia. Nếu sau này cũng như vậy, thiếp không nghĩ đặt chân ra khỏi cửa. Nói xong nước mắt cuồn cuộn rơi xuống từng giọt từng giọt trên tay thẩm mẩu. Ông thu cánh tay lại, nhăn mặt từ trước đến nay ông cũng biết mẫu thân đối xử với tạ thị không tốt lấy cớ không sinh con để ép buộc bà ông không tiện mở miệng mà trong lòng cũng thật sự sốt ruột nhưng bây giờ đã biết nguyên nhân lại thấy mẫu thân như thế liền cảm thấy tạ thị làm cho lòng ông càng lúc càng đau nhiều năm chịu oan ức như vậy mẫu thân của ông càng lớn tuổi lại càng hồ đồ tính cách càng ngày càng không tốt ông cũng không có cách để nói suy nghĩ một lúc mới mở miệng Ngày mai ta đi tỉnh an nương sẽ nói ta uống rượu bên ngoài thân thể không tốt nên mới không thể sinh con, bây giờ đang chữa trị. Tạ thị lắc đầu ngăn cản, nếu bây giờ lão gia nói, chỉ sợ mẫu thân cho rằng thiếp trách móc người, nếu mẫu thân cho mời đại phu xem mạch cho người, bây giờ thân thể người lại không sao, lại càng thêm không hài lòng với thiếp. Thẩm mẫu thấy bà khóc như mưa rơi trên hoa lê, thật sự đau lòng, xưa nay ông luôn mặc kệ chuyện ở hậu viện cũng thấy buồn chán, nhớ đến Tommy lại nổi giận, ta phải nói cho nương biết cái thai trong bụng cô ta không đúng, nhanh chóng cho cô ta dùng thuốc hủy đi. Nam nhân một khi đã hung ác thì cũng không kém nữ nhân, đặc biệt là về chuyện đứa nhỏ trong bụng Tommy, thẩm mậu cho rằng đó chính là cái nón xanh, vì cái thai kia mà làm thê tử bị phạt, ông đương nhiên hung dữ hạ quyết tâm. Tạ thị lúc đầu là sửng sốt nhưng nghĩ đến ngày ấy nữ nhi nói trong bụng tô mi có khả năng là con của thẩm mậu do dự một lúc lâu mới buồn bã nói vân khanh có đến hỏi vấn lão thái gia lão thái gia nói nếu không dùng thuốc trong thời gian dài có thể sẽ mất đi công hiệu trong bụng tô mi có thể là con của người giọng nói của bà càng lúc càng nhỏ ánh mắt mang theo cô đơn không nói ra lời thẩm mậu bị ánh mắt kia làm trong lòng cuộn sóng nhìn tạ thị rõ ràng là do dự cùng không muốn mà vẫn lựa chọn nói cho ông biết cái thai trong bụng tô mi có thể là của mình nếu hôm nay tạ thị không nói ngày mai ông có thể cho người hủy cái thai ấy đi vị trí của tạ thị sẽ không bị uy hiếp dù chỉ là một chút ông âm thầm cảm thán bao năm nay lăn lộn ở thương trường luôn thấy cảnh ngươi lừa ta gạt chỉ có những lúc trở về mới có thê tử một lòng đối xử tốt với ông vươn tay dịu dàng lau nước mắt trên mặt tạ thị ôm vào lòng rồi hôn lên trán bà nói, mặc kệ đứa nhỏ trong bụng cô ta, ta chỉ hy vọng con ta được sinh ra từ bụng nàng, nàng không cần lo lắng những chuyện này, chỉ cần chăm sóc lão gia ta thật tố, sớm sinh cho ta một nhi tử là được. Ông nhỏ giọng rỗ dành như vậy làm trong lòng tạ thị thoải mái hơn, bĩu môi nói, có thể có sớm mới tốt, ngày nào nương cũng lấy chuyện này để nhắc nhở thiếp. Thẩm mậu cũng phiền lòng mẫu thân luôn nhắc đến chuyện này, đây không phải là lúc nào cũng thuyết giáo ông không biết sinh con sao nghĩ nghĩ một lúc hai mắt sáng ngời mọi chuyện ta cần làm cũng đã xong vài ba ngày nữa ta sắp xếp một chút đưa nàng đến núi thần nữ thanh châu nhé vừa đi cầu phật vừa đi du ngoạn có thật không tạ thị từ lúc gà đến đây cũng không đi ra ngoài thẩm mậu cũng chỉ đưa bà đi chơi hai ba lần cách đây đã ba bốn năm sao bà lại có thể không vui tất nhiên là thật thẩm mậu nhìn thê từ cười vui vẻ ánh mắt có chút ẩm ướt như nước hồ mùa xuân, hai má vừa qua trận mây mưa còn chưa tan hết ửng hồng, làm ông nhìn thấy lại bắt đầu động lòng. "Văn nương, chúng ta lại cố gắng nhé." Tạ thị bị ông ôm lấy, khóe miệng ngập tràn ý cười, chỉ cần bà có thể sinh con trai, vị trí chủ mẫu Thẩm gia này không ai có thể lay chuyển. Lời nói của lão phu nhân quan trọng, nhưng Thẩm mẫu mới là người chân chính có quyền quyết định, điều này bà vẫn biết rõ vì vậy vươn tay ôm cổ thẩm mẫu, trong trứng lụa màu thiên thanh lại thêm một phen tình ý ngọt ngào. Ngày tiếp theo, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên con đường trước phủ, làm tan đi những giọt sương ven đường. Sau khi Vân Khanh sống lại, mỗi ngày đều đến thư viện học tập, nàng đã quen với cuộc sống năm 13 tuổi, từ một thiếu phụ 20 tuổi trở thành một cô nương 13 tuổi, dù cách 6 năm nhưng nàng cũng không cảm thấy có gì mới lạ. Tất cả những gì của kiếp trước tựa như giấc mộng hoàng lương, trong giấc mộng ấy không biết người nào mới là cảnh trong mơ. Lớp đầu tiên là kỳ nghệ, kiếp này với kỳ nghệ nàng vô cùng thích thú, để có thể tránh được những chuyện đã phát sinh kiếp trước, nàng cho rằng kỳ nghệ tất nhiên phải học. Phu tử ở phía trên giảng dài, đối với đối thủ linh hoạt, giao chiến mạnh mẽ, thế trận thay đổi liên tục, người chơi cờ phải trầm ổn, thông thả mới có thể giành được thắng lợi. Cho nên người chơi cờ vây đều có thể gặp nguy không loạn, bình tĩnh vững vàng. Cờ vây xem trọng tự suy nghĩ, mỗi quân cờ đều có tác dụng, cả ván cờ đấu trí hơn đấu dũng, nhanh chóng kịch liệt, có thể làm cho người chơi cờ phát huy khả năng tập trung, khả năng tính toán, sự quan sát sâu sắc, khả năng cẩn thận phân tích, khả năng linh hoạt ứng biến, tính toán toàn bộ thế trận những thứ này kiếp trước nàng đều biết nhưng không xem trọng mới để cho vi ngưng tử có nhiều biểu hiện dị thường trước mặt nàng mà nàng không chú ý đến. Hết sức chăm chú nghe phu tử giảng bài, một canh giờ nhanh chóng trôi qua, phu tử tuyên bố cho nghỉ ngơi một nén nhang, lúc này nàng mới vươn thắt lưng mệt mỏi, kéo an tuyết oánh đi ra ngoài. chương 137, Tạ Thị có hỉ, một Hai người đi đến dưới một gốc cây, An Tuyết Ránh mới nhỏ giọng tỉ mỉ thuật lại chuyện ngày hôm ấy vi ngưng tử nói trên lớp của Đỗ Phu Tử. Sau cùng còn nói thêm một câu, may mà ngươi suy tính cẩn thận, sáng sớm sai người đưa thư đến cho ta, nếu không chỉ sợ Đỗ Phu Tử đã đánh dấu tên người rồi. Cũng phải cảm ơn ngươi giúp ta đưa giấy xin phép cho Phu Tử. Vân Khanh thản nhiên cười, thuận tay thả cánh hoa đang cầm trong lòng bàn tay, vì ngưng tử thích từ chỗ khuất mà ngáng chân người khác nàng đương nhiên phải đề phòng chuyện nàng ta lợi dụng xin phép mà phá hỏng thanh danh của nàng người với ta có gì mà phải cảm ơn với không cảm ơn chứ an tuyết oanh thấy dáng vẻ nàng không sợ hãi lo lắng chỉ có vẻ nhàn nhạt lãnh đạm luôn tính toán rõ ràng trong lòng càng thêm khâm phục vân khanh chỉ cảm thấy bạn tốt của mình càng ngày càng lợi hại ngay cả lão thái quân và đường tỷ an mọc oánh tâm cao khí ngạo đều phải xem trọng nàng vài phần phải biết rằng con gái một thương nhân có thể làm lão thái quân để mắt đến tất nhiên là không thể giống người bình thường vân khanh cười kéo tay an tuyết oánh cần cảm ơn thì ta vẫn phải cảm ơn chứ nàng vươn tay đem sợi tóc vừa rơi xuống của an tuyết oánh vén ra sau vành tai vừa vặn nhìn thấy vi ngưng từ cùng lưu uyển như và vài vị quan gia tiểu thư khác đứng cùng một chỗ nói chuyện nhanh như vậy đã cùng các tiểu thư này hợp thành một nhóm thật có cố gắng nha chẳng qua nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn nếu vì ngưng từ ngay cả một chút bản lĩnh ấy cũng không có, kiếp trước cũng không thể từ thiếp thất mà leo lên làm phu nhân hồ phù. Vì ngưng từ báo lớp học, ngoại trừ cầm nghệ, thi hỏa, cưỡi ngựa là giống Vân Khanh, Vân Khanh báo kỳ nghệ, y khoa thì cô ta không học những lớp ấy. Học vũ đạo cùng với lớp lễ nghi đều là vì nàng ta muốn về sau trước mặt người khác có thể chứng tỏ bản thân, dĩ nhiên là nàng ta phải cố gắng bỏ công sức ra mà học tập cùng An Tuyết oanh trò chuyện một lúc, thời gian nghỉ ngơi cũng trôi qua, hai người lại quay về học đường, tiếp tục nghe giảng. Đến thời gian ăn trưa, buổi chiều cũng không có lớp Vân Khanh học, nàng chia tay An Tuyết oanh, ra cửa về nhà trước. Nào ngờ vừa muốn lên xe ngựa, lại nhìn thấy phía trước có người đang đi đến, dưới ánh mặt trời chói chang, người kia một thân trường bào màu đen, hiện lên hơi thở lạnh như băng, đôi mắt nhìn Vân Khanh, bên trong không có lấy một tia ấm áp tại sao An Sơ Dương này lại đến trước cửa nữ học đường vậy? Tuy ở đại ung nam nữ bên ngoài gặp mặt cũng không phải là đại nghịch bất đảo, nhưng bình thường nam đệ tử sẽ không đến nữ viện bên này, đặc biệt là đối với người xưa nay luôn xem nhẹ nữ nhân như An Sơ Dương, có thể nào lại không kinh ngạc. Bởi vì quan hệ với An Tuyết Oánh, Vân Khanh cũng không thể làm như không thấy hắn, xoay người hành lễ, An Công Tử. An Sơ Dương nhìn nữ tử trước mắt, không mở miệng, cũng không đáp lễ, lại không hề dao động, giống như một cột băng đứng im tại chỗ, làm Vân Khanh nhìn mà không thể nào hiểu nổi. Mặt trời giữa trưa tuy không còn gay gắt, nhưng chiếu vào trên da người cũng cảm thấy có chút nóng rát, Vân Khanh đợi một lúc, thấy hắn không mở miệng, cũng không có ý dây dưa, dứt khoát hành lễ thêm lần nữa, Vân Khanh còn có việc, đành về trước vậy. Đã muốn quay về rồi ư, so với thời gian ngươi đứng sau đỉnh nghỉ chân thì hơi ít một chút. Bạc môi của An Sơ Dương khẽ mấp máy, cuối cùng mới phun ra một câu. Vân Khanh đang muốn xoay người thì dừng lại. Quả nhiên hôm nay An Sơ Dương xuất hiện ở chỗ này không phải là tình cờ, mà là hướng vào nàng. Tiếng động ở sau đình nghỉ chân hôm ấy đã làm hắn chú ý. Hắn chỉ cần tra hỏi một chút, thì sẽ biết chuyện kia là do nàng làm. Tuy rằng nghe thấy chuyện cha con An Chi Phủ cãi nhau, nghe lén chuyện nhà người khác đúng là không tốt. Nhưng nếu bây giờ phủ nhận, ngược lại lộ ra nàng đang trột dạ, không bằng thoải mái thừa nhận, bản thân lúc ấy cũng không cố ý. Cha con hai người cãi nhau ở trên đường, vậy còn không cho người khác nghe sao? Nghĩ vậy, nàng liền hơi cúi thân mình, nói, ngày ấy Vân Khanh uống hơi nhiều, nhất thời có chút choáng váng, lại đi nhầm đường, trong lòng thật có lỗi, hy vọng An Công Tử không để ý. An Sơ Dương nhìn thiếu nữ ung dung thoải mái dưới ánh mặt trời gay gắt. Nàng cũng không vì hắn vạch trần chuyện nghe lén ở sau đình nghỉ chân mà luống cuống, cũng không lo sợ mà thẳng thắn thừa nhận, lại còn ngầm nói nguyên nhân ngày hôm ấy nàng nghe được, cũng tỏ ra rằng nàng sẽ không nói chuyện đã nghe được cho người khác biết. Phản ứng này nằm ngoài dự đoán của hắn, làm cho hắn không khỏi đánh giá Vân Khanh thêm vài lần, lần trước lúc đến phủ, nàng ăn mặc mộc mạc thanh nhã, tư sắc đã hơn người, mà hôm nay nàng mặc lại tương phản với ngày hôm ấy một thân trang phục tươi sáng đẹp mắt. Nàng mặc một kiện váy thêu trăm bướm vờn hoa màu tím nhạt, thắt lưng quấn quanh eo thon, mẫu đơn trên tà váy dùng kim tuyến thêu thành gân lá, từng đóa rõ nét, từng lớp phân minh, giống như mẫu đơn nở bung ra ở tà váy, một đóa đỏ thẫm nở rộ làm sáng bừng con mắt, mặt khác hai đóa màu hồng ở bên trên, như tỏa ra hương thơm làm trăm con bướm phía trên như xuyên qua làn váy làm cho sắc váy tím nhạt cũng trở nên diễm lệ, bên hông là giải lụa màu đỏ, đem thân hình còn chưa trưởng thành làm cho cao hơn. Cả người càng thêm thon gầy. Thân trên lại mặc một cái áo ngắn màu trắng viền tím hai bên tả áo, trong vẻ diễm lệ toát lên vẻ tươi mát, khiến cho nàng dù mặc váy mẫu đơn, cũng không vì tuổi còn nhỏ mà không chấn áp được vẻ kiều diễm của hoa cỏ. Trên cổ là chuỗi hạt chân châu hồng nhạt rũ xuống ngực, theo đó rơi xuống một đoạn dây bạc ngắn làm cho nét đơn giản bên trên lộ ra ánh sáng phong tình. Chân châu hồng nhạt trên chiếc cổ trắng nón phụ trợ lẫn nhau, tựa như mang theo ánh sáng trong suốt, ánh mặt trời chiếu lên đấy dường như muốn xuyên qua mặt bên kia, đôi mắt phượng nửa rũ xuống, lông mi dài che hơn phân nửa con ngươi, trong nét quyến rũ lại mang theo vẻ dịu dàng uyển chuyển, lại thêm cần cổ trắng nõn lộ ra ngoài, tăng thêm một phần yếu đuối. Nhưng vẻ yếu đuối này cùng vẻ yếu đuối của muội muội An Tuyết Oanh hoàn toàn bất đồng. Vẻ yếu đuối của nàng là do thân thể nữ tử trời sinh đã có, nhưng toàn thân lại tản ra hơi thở mạnh mẽ không chịu khuất phục, giống như đã có từ trong xương cốt, được cố tình che giấu dưới khuôn mặt xinh đẹp kia, tùy tình huống mà bất ngờ phát ra. Hắn cầm trong tay vật gì đó, dự định nếu Thẩm Vân Khanh phủ nhận chuyện ngày hôm đấy, hắn sẽ đưa ra trước mặt nàng, để nàng không thể biện bạch, nhưng nàng thản thiên thừa nhận, làm cho hắn ngược lại không biết nói gì cho tốt. Nhưng mà hắn càng nghĩ càng cảm thấy nữ tử trước mắt cùng trước kia đã có chỗ bất đồng, nhưng nhìn bên ngoài lại không nhận xét được gì, chỉ cần nàng không nói ra chuyện ở an cư, cũng không làm ra chuyện gì nguy hiểm cho muội muội, hắn cũng không cần phải quản nhiều làm gì. An Sơ Dương vốn không phải là người nhiều lời, nâng lên đôi mắt lạnh lẽo nhìn nàng một cái, bạc môi gắt gao mím lại, trên mặt lộ ra vẻ tùy thời có thể đông chết người xoay người lại rời đi. Vân Khanh nhìn bóng lưng hắn biến mất nơi góc khuất, lặng lặng đứng một lúc, mặt không chốt thay đổi mà bước lên xe ngựa, phân phó Sa Phu hồi phu. Dùng xong bữa trưa, Vân Khanh sai Lưu Thúy lấy vải hôm qua đưa về chia ra làm hai nửa, dùng băng ngâm lại, sau đó đi đến chỗ tạ thị, phát hiện hôm nay hai má bà ửng hồng, trong mắt cũng toát ra vẻ cao hứng, đoán được tối qua cha cùng nương nói gì đó, dỗ nương vui vẻ như vậy, bất quá nương vui vẻ, thì nàng cũng cao hứng. Nương, vừa khéo chiều nay không có khóa, con ra ngoài đưa biếu vấn lão thái ra một giỏ vải nhé. Vân Khanh ăn một sợi cá mực, cảm giác hơi tanh, bưng chén trà uống một ngụm mới làm vị tanh kia vơi đi. Tạ thị cũng có ý này, không nghĩ đến nữ nhi cùng bà không mưu mà hợp, gật đầu nói, con sai người lấy băng tầm vào vải, đừng để vừa đưa qua đã đánh mất hương vị. Lại chỉ vào mấy cái đĩa trên bàn nói, đây là của phụ thân con đưa về, nói là hải sản bằng hữu đưa đến, ta gói lại một chút, nghe nói lão nhân ra ăn cái này tốt cho thân thể, con cũng đưa một ít qua đấy. Tùy vân lão thái gia ở trong cung hơn nửa đời người, hải sản này nọ chắc chắn cũng ăn không ít, nhưng đây là một phần tấm lòng của nhà mình. Vân Khanh gật đầu, tiếp tục nói, còn có tần đại nương, hôm qua bà ấy chuyển vào nhà mới không biết như thế nào. Hôm qua tạ thị sai hổ phách đi giúp đỡ, lúc này liền đứng ra nói thưa đại tiểu thư nhà cửa đều có người quét dọn đồ đạc cũng đầy đủ cả nhà tần đại nương hành lý cũng không nhiều chiều qua đã sắp xếp tốt rồi à tuy có người quét dọn nhưng rèm cửa trong viện và một số đồ dùng vẫn cần phải lau rửa hôm nay nô tỳ có nói với phu nhân phu nhân đã sai một tiểu nha hoàn qua đấy quét tước lại đây cũng xem như là sắp xếp cho tần thị một nha hoàn hầu hà tạ thị làm vậy đã là tốt lắm rồi Vân Khanh cũng biết từ trước đến nay trong lòng mẫu thân thiện tâm, huống chi đối với Vi Trầm Uyên cũng có vài phần xem trọng, lại càng thêm để ý, liền nói, buổi chiều con cũng đến thăm Tần Đại Nương, thuận tiện đem chuyện báo danh ở Bạch Lộc Thư Viện giải quyết. Vân Khanh lại sai thải thanh đem văn phòng tứ bảo mà mình chuẩn bị cho tạ thị xem qua, đây là con chuẩn bị đưa qua cho vi công tử. Tạ thị nhìn qua một chút, đấy không phải là thượng đẳng bảo vật, người đọc sách bình thường cũng có một bộ, Lý Ma nhìn thoáng qua, quay đầu nói với tạ thị, phu nhân, tiểu thư đúng là suy tính vô cùng cẩn thận. Tạ thị gật đầu cười, vi trầm uyên mặc dù có thể nhập học ở Bạch Lộc Thư Viện, nhưng dù thế nào gia cảnh cũng không tốt, nếu dùng giấy mực thượng đẳng, ngược lại khiến cho người ta nghi ngờ, dù sao thẩm gia đã rét ai tương trợ, nay lại còn giúp người ta đọc sách, nếu chỗ nào cũng cung cấp đồ vật tinh quý, sẽ làm cho người ta mơ tưởng viền vông, chuyện gì cũng phải cẩn thận mới được. Bà nhìn nữ nhi mà cảm thấy an ủi, bây giờ nữ nhi làm gì cũng đều có chừng mực, nếu sau này gả ra ngoài, cũng có thể làm tốt vị trí chủ mẫu. Nói hết những lời cần nói, lúc này Vân Khanh mới có thể lui ra ngoài, sai người đem vải cùng hải sản và giấy mực gói lại cẩn thận, sau đó mới ngồi xe ngựa đến Vấn Phù. Bởi vì không phải lần đầu đến Vấn phủ vân khanh đã không còn e ngại như lần trước ở cửa đưa bái thiếp không bao lâu người gác cổng liền mở cửa cho nàng đi vào vẫn là minh nhân ở phía trước dẫn đường lúc này cậu bé cũng không còn quá cứng ngắc trò chuyện với vân khanh đang đi trên đường vân lão thái gia vừa lúc đang ở dược phòng nghe thấy người đến liền sai tiểu nhân tới đây đón người lưu thúy ở phía sau nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của nó cười nói ngươi chẳng qua là muốn nhận thưởng xong đi mua đường ăn phải không Minh nhân tuổi không lớn, khoảng chừng 9 tuổi, thân mình mập mạp, khuôn mặt tròn tròn, thích nhất là ăn đường, nghe thấy Liêu Thúy nói vậy thì cười ha ha. Liêu Thúy cười mắng thẳng bé mấy câu tiểu mập mạp, lại lấy trong hà bao một gói đường to cho nó. Minh nhân mừng rỡ, cầm lấy cho vào túi tiền, ánh mắt cũng híp lại thành một cái khe nhỏ. Đến dược phòng, Liêu Thúy và Minh Nhân cũng không tiến vào mà canh giữ ở cửa. Vừa vào dược phòng, đã người được tràn ngập mùi của các vị thảo dược, dược phòng lớn như vậy mà hai bên tường đều là các kệ thuốc cao đến trần nhà, bên cạnh kệ thuốc đặt sẵn một cây thang gỗ để thuận tiện lấy thuốc. Mà ở giữa nhà còn đặt một bệ thuốc, bên trên bày một ít dược hoàn, thuốc viên cùng dược liệu, mà cạnh bệ thuốc có một tượng gỗ được khắc thành hình người, trên mặt vẽ đầy các điểm màu đỏ cùng các đường cong, bên trên còn được đánh dấu ký hiệu. Vân Khanh nhìn vào thấy có chút kỳ quái bước qua dược đài nhìn chằm chằm vào người gỗ kia đây là gân mạch đồ tuy nàng còn chưa học châm cứu huyệt vị nhưng có thể nhận ra các huyệt vị được đánh dấu trên người gỗ ừ đây là người gỗ được làm giống với tỷ lệ của người thật bên trên đánh dấu toàn bộ các huyệt vị và hình vẽ các kinh mạch con học thuộc cẩn thận toàn bộ dược tính của dược liệu sau này sẽ được học cái này vấn lão thái gia nhìn đôi mắt nàng sáng lên nở nụ cười nhà đầu kia đối với việc học tập y thuật quả nhiên là rất nhiệt tình. Lão vuốt vuốt tròm dâu hoa dâm nói, hôm nay sao lại nhớ đến ta mà tới đây thế này? Lão cùng Vân Khanh ước định nửa tháng sẽ kiểm tra một lần, cho nên nàng đều đến theo thời gian đã định trước, nhưng hôm nay cũng chưa đến hẹn nửa tháng. Hai ngày trước con đi thôn trang hái vải, mẫu thân bảo con đưa đến một giỏ cho sư phụ người nếm thử. Lúc này Vân Khanh mới đem chuyện biếu vải nói ra. A, à, con tự tay hái sao? Vấn lão thái gia hiếp mắt, trên mặt tràn đầy vẻ bất ngờ, ta nhớ là bạch lộc thư viện đã khai giảng từ mấy hôm trước rồi. Vâng, nhưng trong nhà có việc, con đã xin phép nghỉ học. Chuyện nhà Vân Khanh không tiện nói nhiều, vấn lão thái gia cũng sẽ không để ý, bất quá thuận miệng hỏi, nghe nói con báo danh vào y khóa phải không? Đây cũng là chuyện mà Vân Khanh muốn nói với vấn lão thái gia, trước tiên nàng sửa sang lại trang phục, sau đó hành lễ, rồi mới nghiêm túc nói, Vân Khanh ngu dốt được sư phụ tán thưởng mà thu nhận làm đồ đệ, nhưng chưa xuất sư nên không thể công khai trước mặt người khác, nếu có chuyện gì, không cẩn thận làm lộ ra y thuật, trái lại biến khéo thành vụng, không bằng báo danh vào y khóa, tuy chỉ học sơ sài, nhưng tốt xấu gì cũng có xuất xứ, không đến mức dễ dàng để cho người ta phát hiện manh mối. Thật ra Vân Lão Thái Gia cũng cho rằng Vân Khanh báo danh vào y khóa với mục đích như vậy và lại lão dạy đồ đệ là dựa vào năng lực của cá nhân nàng ngược lại trong thư viện chỉ dạy sơ sài nhưng kiến thức nền tảng vẫn được hệ thống truyền dạy rất tốt vân khanh học tập ở đấy cũng không phải là không có ích lão gật đầu được tiểu nha đầu con thật ra lại lo lắng sâu xa số vải kia ta nhận đúng lúc ta muốn uống rượu vải có vải còn tươi này có thể vừa kịp ngâm rượu nha lão bước ra ngoài hai bước rồi lại xoay người lại vừa vặn hôm nay con đến ta còn chưa dán nhãn cho dược liệu bên này, còn giúp ta dán lên đi. Vâng, sư phụ, Vân Khanh nhỏ giọng đáp ứng, Vân Lão Thái ra tủm tỉm cười, xoay người đi ra ngoài ngâm rượu vải, Lưu Thúy vẫn đứng gác ở bên ngoài như trước. Mà Vân Khanh nhìn kệ thuốc theo hướng mà Vân Lão Thái ra chỉ, đây rõ ràng là muốn kiểm tra năng lực phân biệt dược liệu của nàng. Mắt phượng toát ra một tia tự tin, đem thang gỗ chuyển đến, rút ra ngăn đầu tiên lấy dược liệu bên trong ra, bắt đầu phân biệt. Nàng nhíu mày, thỉnh thoảng cầm lấy viên thuốc bên trong hoặc rễ cây thuốc, để dưới mũi người, quan sát hình dáng, lại cho vào miệng nếm thử mùi vị, sau đó mới lấy một tờ giấy trắng, viết cẩn thận rồi mới dán lên trên. Trong phòng yên tĩnh không có bất kỳ thanh âm gì, Vân Khanh dần dần nhập tâm, rốt cuộc cũng không để ý đến việc gì khác, nàng một lúc lại trèo lên thang lấy thuốc, trong chốc lát lại đi xuống dưới lấy một loại thuốc tương tự, đem cả hai phân biệt một lần nữa, nếm thử rồi mở sách thuốc, cẩn thận đối chiếu và xem xét, phân chia dược liệu không cùng dược tính. Không biết từ lúc nào, thời gian lặng lẽ trôi qua, vấn lão thái gia vài lần bước vào, thấy nàng nghiêm túc tra xét, lặng lặng gật đầu rồi lui ra ngoài, cho đến khi hơn một canh giờ trôi qua, liều thúy đứng gác bên ngoài có chút lo lắng bước vào nói, tiểu thư, mặt trời sắp khuất. Chúng ta còn phải đến visa. Vân Khảnh ngừng đầu khỏi sách thuốc, lại nhìn ra cửa hỏi, đã lâu như vậy rồi sao? Còn không đúng sao, tiểu thư người xem sách thuốc đến nhập thần, ngay cả lão thái gia bước vào người cũng không nhận ra. Liều Thúy có chút bất đắc dĩ nói, tiểu thư dụng tâm học tập chắc cũng đạt tới cảnh giới quên mình mất rồi. Vườn tay sờ sờ cổ, Vân Khanh đứng lên nói, may có em nhắc nhở ta, cũng không còn sớm nữa, ta đi cáo từ sư phụ. Từ dược phòng đi ra, xuyên qua một con đường nhỏ, đi đến viện của vấn lão thái gia. Minh nhân đứng canh giữ bên ngoài, nhìn thấy nàng đi đến liền bước vào thông báo cho vấn lão thái gia. Không lâu sau đã đi ra, mỉm cười nói, thầm tiểu thư, mời vào trong. Vân Khanh gật đầu rồi bước vào, thấy bên cạnh vấn lão thái gia còn một người nữa. Ngự phượng đàn dĩ nhiên cũng ở chỗ này, lập tức cảm thấy buổi chiều xem dược xem đến ngây người, hắn vốn ở trong vấn phủ, xuất hiện ở trong này cũng không có gì là kỳ quái. Kiềm chế tâm trạng, nàng nói với Vân Lão Thái gia, dược ở dược phòng đã được dán nhã xong rồi, xin sự phụ kiểm tra lại. Vân Lão Thái gia từ lúc mới bắt đầu, nhìn thấy Vân Khanh nhận thức dược liệu chuẩn xác, lại cẩn thận, lão cảm thấy rất vui mừng, gật đầu nói, còn đối với dược liệu cũng đã quen thuộc. Dược vật bình thường con nhận biết chắc chắn không có vấn đề gì. Nói xong lấy từ bên cạnh ra hai quyển sách, trong này giảng giải về kinh mạch và huyệt vị, con về học kỹ chỗ này trước. Còn bản này, Vân lão thái gia nói xong thì ngừng lại một chút, là một ít dược vật và phương thuốc hiếm gặp, con nếu rảnh rỗi thì đọc xem. Đa tạ sư phụ, Vân Khanh nhìn bìa quyển sách nhỏ có chút cũ kỹ, giống như là vật đã truyền lại từ lâu. Hai tay nhận lấy, nhìn chữ bên trong, tất cả đều là viết tay, lúc này đã có kỹ thuật in ấn. Giống như quyển sách kinh mạch này cũng rõ ràng là được in ra, chỉ có quyển sách nhỏ này đúng thật là vật chân quý. Ngự phượng đàn tựa vào ghế, nhìn động tác cung kính của nàng, khóe miệng hơi cong lên, cũng không nói một câu, khuỷu tay đỡ lấy cằm, đáy mắt đã có tia sáng nhàn nhạt lưu truyền. Vấn lão thái gia liếc nhìn ngự phượng đàn, ánh mắt lóe lên, cười giới thiệu, vị này là cẩn vương thế tử, chắc là con cũng biết. Vân Khanh sống lại hai đời, hiểu được sâu nhất chính là lòng người, mặc kệ trong lòng nghĩ gì trên mặt luôn phải tỏ ra vô hại. Tuy rằng ngự phượng đàn và nàng bên dòng suối buổi sáng hôm ấy là vô ý thân mật, nhưng ra khỏi chỗ đó, thân phận hai người lại cách nhau một trời một vực. Nàng mỉm cười nhàn nhạt, trả lời câu hỏi của vấn lão thái gia, cẩn vương thế tử ở thư viện thay mặt phu tử đàm nhận việc dạy học, Vân Khanh tất nhiên là có biết sau đó mới quỳ gối hành lễ với ngự phượng đàn vân khanh gặp qua cẩn vương thế tử ngự phượng đàn thấy nàng hành lễ liền đứng lên nghiêng thân mình tránh đi lễ của nàng đường cong gò má hoàn mỹ tao nhã mà trầm tĩnh đôi mặt hẹp bớt đi một tia cợt nhà lại thêm một chút tối tăm thản nhiên nói không cần đa lễ ta còn có việc đi trước vậy vấn lão thái gia nghiêng nghiêng liếc nhìn hắn sắp dùng bữa tối ngươi còn muốn đi đâu không cần quản ta, ngự phượng đàn khoát tay áo, tay áo rộng thùng thình theo động tác của cổ tay mà lay động, bóng lưng màu trắng có vẻ xa cách, tuy rằng giống với bình thường, nhưng không khó nhận ra tâm tình hắn không được tốt. Vấn lão thái gia hiếp mắt lại, ánh mắt truyền đến trên người Vân Khanh, có lẽ là do những lúc ngự phượng đàn xuất hiện là lúc tâm tình thoải mái, bây giờ nhìn hắn như vậy, Vân Khanh có chút không quen. Chắc chắn hứng thú của hắn với nàng bên bờ suối cũng đã tiêu tan hết, cảm thấy nàng cùng những cô gái khác cũng không có gì khác biệt. Mặc dù như vậy, Vân Khanh cũng không cảm thấy có gì khác lạ, che giấu tâm trạng nói: "Sư phụ, sắp trời đã muộn, con còn có việc khác phải làm, xin cáo từ người, hai quyển sách này con sẽ cẩn thận học thuộc." "Ừ, con về đi, trên đường cẩn thận." Ánh mắt Vân lão thái gia hứng thú đảo trên khuôn mặt Vân Khanh hai vòng, gật đầu nói: ra khỏi viện của vấn lão thái gia, bởi vì đã đến nhiều lần, liều thúy cũng không cho minh nhân đi theo, mà cùng vân khanh một trước một sau bước đi, vấn phủ rất ít hạ nhân, có vẻ đặc biệt im lặng, vân khanh đi trên đường, từ từ thu hồi suy nghĩ về dược liệu, chuyển đến chuyện của vi trầm uyên. Xe ngựa đến nhà của Tần Thị và Vi Trầm Uyên cũng đã chạm vạng tối, áng chừng là lúc đang ăn cơm, gõ cửa một lúc, tiểu nha hoàn mới ló đầu ra nhìn thấy vân khanh và lưu thúy đứng trước cửa lập tức mở cửa ra nói nô tỳ gặp qua tiểu thư nhà đầu tên quế chi này là tiểu nha hoàn mà tạ thị đưa cho tần thị tay chân chịu khó nhanh nhẹn chạy phía trước gọi to công tử tiểu thư đến đây nếu những người khác nghe thấy vậy có lẽ sẽ không biết là ai đến nhưng vi trầm viên sao có thể không rõ từ phòng bếp đi ra vẻ mặt tươi cười nói thầm tiểu thư người đã đến rồi hắn mặc quần áo cũ may bằng bố y màu xám, tay áo vén lên một nửa, bên hông quay một mảnh vải hoa, toàn bộ tóc được thúc lên thành búi, dùng mảnh vải buộc lại, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi, rõ ràng là đang nấu cơm. Thấy Vân Khanh nhìn mình, hắn mới nhận ra trang phục này mà gặp đại tiểu thư đúng là không ổn, thoáng có chút ngượng ngùng cười nói, ngại quá, làm cho thầm tiểu thư phải chê cười. Nụ cười ngây ngô nhưng mang theo phần khéo léo, không làm cho người khác cảm thấy hắn có vẻ lỗ mãng, ngược lại lại có cảm giác nhiệt tình nghênh đón khách nhân. Vân Khanh lắc đầu nói là do ta đường đột, đã quấy giày huynh. Liêu Thúy gọi Sa Phu đưa vải vào, lại cầm văn phòng tứ bảo trong tay, vi trầm uyên cởi bỏ tấm vải quê bên hông đưa cho Quế Chi, tự mình dẫn Vân Khanh vào nội viện. Vân Khanh quan sát một chút, tuy rằng chỉ là hai viện nhỏ nhưng lại đặc biệt tinh xảo, cây hoa bên trong cũng phù hợp để thưởng thức, tường trắng mối xanh rất có cảm giác của một gia đình nhỏ ấm áp. vào trong phòng, vi trầm nguyên tự tay bưng chén nước đặt trước mặt vân khanh, khuôn mặt người yếu mang theo ý cười. trong nhà không có lá trà, chỉ có nước trong, mời thầm tiểu thư. vân khanh gật đầu, bưng lên uống một ngụm, cảm thấy nước này hương vị mát lành, nâng mắt hỏi, nước này có phải là nước giếng không? đúng là nước giếng sau viện này có một giếng nhỏ có từ lâu nước bên trong mát lạnh lo rất ngọt vì trầm uyên giải thích với vân khanh lại xoay người muốn bước vào trong phòng vân khanh thấy vậy vội gọi hắn không cần phiền nhiễu tần đại nương bà thân mình không khỏe nếu ngồi dậy nhiều lần lại càng thêm mệt nhọc vì trầm uyên nhìn ánh mắt của vân khanh thấy đôi mắt lộ ra vẻ chân thành không có một tia giả tạo cũng không ép buộc ngồi một bên hỏi không biết thẩm tiểu thư đến có việc gì vân khanh thấy hắn xưng hô với mình như vậy không khỏi nhíu mày thản nhiên mở miệng nói ta với huynh sau này còn gặp nhau ở thư viện nhiều lần không cần phải khách khí với ta làm gì huynh cũng giống như đồng học bình thường gọi ta là thẩm vân khanh là được rồi nghe thấy vậy vi trầm uyên biết vân khanh hôm nay đến là muốn nói cho hắn biết việc báo danh ở bạch lộc thư viện nhớ lại lời mẫu thân nói hắn liền gật đầu cung kính không bằng tuân mệnh. Vân Khanh im lặng quan sát hắn, thấy vẻ mặt của hắn đối với mình là vô cùng chào đón, không cảm nhận được cảm giác thấp hèn, cũng không vì ở trong nhà của Thẩm phủ mà xem mình thua kém một bậc, hoặc là cảm thấy khó chịu, ở tuổi này mà có thể như vậy đúng là hiếm có. Nàng ra hiệu Lưu Thúy đặt mấy thứ lên bàn, sau đó nói, "Ta đã thay huynh nói với tiên sinh, bảo huynh là bà con xa của ta, thay huynh báo danh trước." ngày mai huynh đi thư viện chọn cho tốt những khoa muốn học liền có thể vào học vốn là nhà huynh chuyển chỗ ở ta phải có lễ nhưng dù thế nào cũng không phải là chính thức ta tặng lễ này xem như là chúc mừng huynh đến học ở bạch Lộc thư viện vậy vì trầm uyên nhìn chất lượng của văn phòng tứ bảo trong lòng cảm thấy yên tâm hắn sợ thẩm phủ lại đưa đến vật gì quý giá thứ nhất hắn luôn cho rằng y phục của mình không thích hợp sử dụng những thứ quý giá thứ hai sẽ cảm thấy thiếu nợ thẩm phủ lại nhìn nữ tử còn chưa trưởng thành trước mặt mình chi nói chuyện đều thản nhiên trầm ồn, đứng dậy nói lời cảm tạ, làm phiền người. Không có chuyện gì, Vân Khanh cười, mắt phượng cong lên, lộ ra một chút ngây thơ phù hợp với độ tuổi, lần trước đến tôn trang, ta hái được không ít vải, trong nhà ăn không hết, ta lại sợ ăn nhiều dễ béo, mời nghĩ tặng cho huynh, huynh không phải nói phía sau có giếng sao, vừa vặn có thể cho vào trong đó, cũng không sợ hỏng nói như vậy vài căn bản không phải là lễ chỉ là ăn không hết mới đưa đến cho nhà hắn vì trầm uyên thấp giọng nói được hắn dừng lại một chút nhìn sắc trời bên ngoài vốn muốn giữ vân Khanh ở lại ăn cơm nhưng cuối cùng lại thấy không tốt cho lắm đồ ăn trong nhà chỉ sợ nàng ăn không quen nhận nhiều ân tình như vậy một chút cũng không thể báo đáp trong lòng hắn thấy không thoải mái lần trước người nói có việc cần nhờ đến ta bây giờ đã có thể dùng được chưa Chuyện báo ân này, làm cũng thật nhiệt tình nha." Vân Khanh trong lòng khẽ nở nụ cười, nàng vốn không nghĩ sẽ nhanh như vậy, nhìn đôi con người đen lộ ra vào tia mong chờ của Vi Trầm Uyên, nhớ đến phẩm chất làm người kiếp trước của hắn, trong lòng cũng không do dự, mở miệng nói, "Ta muốn nhờ huynh hỏi thăm giúp ta chuyện thu mua đất bị nhiễm phèn." Đất bị nhiễm phèn, Vi Trầm Uyên lớn lên ở nông thôn, đối với chuyện này cũng có nghe nói. Chỗ kia là ruộng đồng mà cỏ cây cũng không mọc nổi, người bình thường cũng không hỏi đến, vì sao Vân Khanh lại muốn hỏi thăm việc này? Việc hắn nghi ngờ nằm trong dự tính của Vân Khanh, nếu muốn người khác làm việc cho mình, ít nhất phải hiểu được lời nói của nhau. Vân Khanh thẳng thắn nói, ta nghe nói đất bị nhiễm phèn sau khi tẩy rửa có thể trở thành đất ruộng màu mỡ, mới nghĩ dùng tiền riêng mua một ít đất bị nhiễm phèn, nhưng ta chỉ là nữ nhi, cũng không tiện xuất môn hỏi nhiều cũng làm cho người khác nghi ngờ. Vì Trầm Uyên biết chuyện mùa xuân năm ngoái, Lợi Châu từng trưng dụng dân cổng, theo cấu trúc địa hình thay đổi dòng sông, dẫn nước sông thành công đọng lại trong ruộng, khiến cho phần lớn đất đai nhiễm phèn ở Lợi Châu thành ruộng tốt màu mỡ, dân chúng được lợi lớn. Có lẽ Vân Khanh nghe được tin tức này mới có suy nghĩ như vậy. Hắn nhìn vị tiểu thư một thân cầm y thắt lưng đeo ngọc quý trước mặt, thẩm phủ đã giàu có nhất giang nam, nghe nói gia chủ thẩm gia đối với nữ nhi duy nhất cũng là nuông chiều có thừa thẩm phu nhân lại càng hơn thế nàng hẳn là không thiếu tiền bạc để dùng vì sao lại muốn bí mật buôn bán kiếm tiền chẳng lẽ thương nhân đều như vây ngay cả nữ nhi cũng hận không thể ôm tiền vào trong lòng hắn không giống người đọc sách bình thường coi rẻ thương nhân cũng không phải cảm thấy kiếm tiền không tốt trải qua cuộc sống khổ cực ở nông thôn mới biết được trên đời này nếu không có tiền mọi chuyện đều khó khăn nhưng nữ nhi thẩm ra còn muốn ra ngoài buôn bán kiếm tiền đúng là làm cho người ta cảm thấy khó mà giải thích do dự một lúc hắn vẫn hỏi người vì sao lại phải lén kiếm tiền để ngừa vạn nhất vân khanh tránh nặng tìm nhẹ trả lời đôi mắt nửa buông xuống nhìn chén nước trong tay phản xạ lại ánh sáng nhàn nhạt nàng là sống lại mà thành đã biết kiếp trước phát sinh ra những chuyện gì kiếp này phải tính toán cẩn thận nếu đem điều này nói cho người khác, chỉ sợ không ai tin tưởng mà cho rằng nàng bị chúng ta. Thấy nàng im lặng, mỗi người đều có có chuyện mà mình không muốn nói, vì Trầm Uyên cũng không hỏi đến cùng, đáp, ta sẽ giúp người hỏi thăm cẩn thận. Lúc mặt trời lặn, Vân Khanh từ biệt vi ra, về phủ, thì nhận được một tin tốt. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 138, Tạ Thị Có Hỷ, hai Trước cửa thủy hoa có một gã sai vặt đang mồi, sau khi nhìn thấy Vân Khanh liền chạy nhanh đến, hành lễ nói, đại tiểu thư, lý quản sự nói chuyện mua nhà đã làm xong, sai nô tài ở đây chờ người, nếu thấy người thì đưa thứ này cho người xem. Thẩm mậu tuy rằng say rượu, nhưng lời mình nói thì vẫn nhớ rõ, nữ nhi muốn tự mình đưa khế đất cho mẹ con tạ di, chuyện này cũng đơn giản, ông xưa nay yêu thương Vân Khanh, việc nhỏ ấy tất nhiên là bằng lòng liền bảo Lý Tư nghe theo lời Vân Khanh mà làm việc. Vừa nghe thấy chuyện mua nhà đã làm tốt, Vân Khanh cười tươi, mắt phượng cong lên, hỏi, Lý Quản sự đang ở đâu? Đang ở thư phòng bàn chuyện cùng lão già, gã sai vặt cười hì hì, đi phía trước đưa Vân Khanh đến thư phòng, Lưu Thúy thuận tay thưởng cho hắn một đồng tiền, hắn vội vàng tạ ơn. Lý Tư thấy Vân Khanh đến, lấy trong tay áo ra ba tờ giấy, đưa cho Vân Khanh một tờ là địa khế của căn nhà, một tờ là ủy thác tạ di viết lần trước, một tờ là hiệp ước thời gian cho thuê căn nhà kia. Cẩn thận kiểm tra xem có sai sót gì không, Vân Khanh mới gật đầu, sao nhanh như vậy đã làm xong việc. Hôm qua Lý Tư mới bàn bạc xong, hôm nay đã làm xong tất cả mọi thủ tục, không nói đến những chuyện khác, năng lực làm việc của quan phủ cũng thật cao, Lý Tư cũng thấy có chút kỳ quái, mới sáng sớm. Thương nhân buôn đổ châu báu kia đã đến tìm Nô Tài, nói hắn phải đi gấp, nhanh chóng đưa khế đất qua, cũng đã sắp xếp tốt công việc ở cửa hàng. Trong lòng Nô Tài có nghi ngờ, nhưng nghĩ đến quan phủ ắt hẳn nhanh nhất cũng đến 3 4 ngày mới làm xong, nào ngờ chưa đến nửa ngày mọi giấy tờ đã thuận lợi cả. Đây là năng lực làm việc nhanh nhất mà Nô Tài thấy. Nói đến đây, Vân Khanh mà còn không hiểu được thì cũng quá ngu mốc. Ngày ấy bên bờ suối Nàng từng nhắc qua với Ngự Phượng đàn chuyện dùng tiền thuê lại nhà, kết quả là hôm qua đến đấy, lúc đầu không đồng ý, về sau thương nhân kia lại bằng lòng dùng nhà trao đổi với thời gian thuê cửa hàng thôn trang, đồng thời chưa đến nửa ngày quan phủ đã nhanh chóng làm xong giấy tờ chuyển nhượng, nếu nói Ngự Phượng đàn đứng phía sau không tác động gì là không có khả năng, có lẽ thân phận thế tử Cần Vương đã khiến cho những người này ra sức làm việc. Nhớ lại hôm nay gặp hắn ở chỗ Vân lão thái gia, khi nàng hành lễ, thái độ của hắn khách khí lãnh đạm, Vân Khanh đoán rằng trong lòng hắn chắc chắn không thoải mái, dù thế nào hắn cũng giúp giải quyết việc của nàng, nàng lại còn đối với hắn khách khí như người xa lạ. Trong nhất thời Vân Khanh lại cảm thấy có chút giận dỗi, hắn làm việc này, nàng rõ ràng là không biết gì, tên ngự phượng đàn kia cũng quá hẹp hòi rồi nha, nhưng dù sao thì người ta cũng giúp nàng, chờ đến lúc học cưỡi ngựa, nàng lại cảm tạ hắn vậy. Cầm địa khế Vân Khanh cũng không đến cúc khách viện tìm tạ di mà tới viện của tạ thị trước, đưa địa khế cho bà xem, tạ thị vẫn luôn nhớ tới việc này, cầm tờ đại khế một lúc, nhìn thấy không có sai sót gì cũng thấy yên tâm. Tuy tạ di có những hành vi không biết chừng mực, nhưng rốt cuộc vẫn là thân muội tử của bà, trong lòng tạ thị muốn để bà ta chuyển ra ngoài, không cho ở lại để tránh bực mình, nhưng mặt khác lại không muốn bạc đãi bà ta, bà cũng không hỏi đến vấn đề tiền bạc mua nhà mặc dù là bạc mình bỏ ra mua nhà cho muội muội quá chồng ở, bà cũng không có ý kiến. Đều đã thưa chuyện xong với cha mẹ, thấy sắc trời cũng đã tối, hôm nay Vân Khanh sẽ không đi cúc khách viện, tránh cho người khác nói, đêm khuya vội vã đưa địa khế như là nóng vội muốn đuổi tạ di đi. Tuy rằng trong lòng đúng là nghĩ như vậy, nhưng vì thể diện cũng phải làm cho thỏa đáng mới được. Đợi đến ngày thứ hai từ học đường trở về, Vân Khanh mới chọn thời gian, dẫn theo Thải Thanh và Lưu Thúy đi cúc khách viện. Tạ Di đang ngồi trong viện, cạnh bàn trà cao, bên trên có bầy quả vải tạ thị đưa tới, dùng băng và đường tẩm vào, ánh lên màu đỏ au. Tạ Di thích ý ăn, hai mắt híp lại, giáo huấn tiểu nha hoàn đang bóp chân cho bà ta, nhẹ chút, tay bóp mạnh như vậy, người muốn bóp chết ta sao? Đứng phía sau là hồng tủ, hồng lộ, một người quạt mát, một người bê trà ngoại trừ trang phục có chút đơn giản mộc mạc, nhưng dáng vẻ so với tạ thị thoạt nhìn còn giống phu nhân phú thương hơn. Nhìn thấy Vân Khanh bước vào, quái dị cười hai tiếng, hôm nay đúng là có khách quý đến, cháu gái sao lại đến chỗ ta thế này? Khách vừa nghe thấy từ nay, Vân Khanh liền nở nụ cười, cười đến vô cùng ngọt ngào vui vẻ. Nghe gì nói như vậy cháu gái biết ngay là gì ở đậy rất vui vẻ thoải mái rồi tạ di rất không thoải mái à nha bây giờ bà đã đắc tội với thẩm mậu và tạ thị lại không được lão phu nhân thích vài lần đi vinh tùng viện đều bị vương ma ma xuất hiện ngăn cản làm sao có thể thoải mái được nghe thấy vân khanh nói vậy liền cảm thấy thực trói tai chỉ là một cái cúc khách viện mà thôi cũng không phải là chỗ tốt gì vân khanh nghe vậy cũng không lễ phép nữa cầm quạt tròn cán bằng ngà voi trong tay che miệng cười mà nói nghe gì nói kìa dì ở không thoải mái sao có thể đem cháu gái trở thành khách được đây chữ khách kia vân khanh lại càng nhấn mạnh vòng vo qua lại hóa ra là bị chế nhạo đảo khách thành chủ tạ di sớm đã biết vân khanh mồm miệng lợi hại vài lần giao phong cũng chưa có lần nào thắng được vừa rồi một câu khách quý đúng là bà ta sơ xuất không khỏi liếc mắt xem thường cháu gái đến chỗ này chắc không phải để nói cho dì biết ai là chủ ai là khách chứ dì đúng là thông minh Vân Khanh hôm nay đến đây mục đích chính là như vậy. Vân Khanh nói thẳng một câu, làm cho tạ di đang dựa vào ghế nổi giận mà nhảy dựng lên, mắt hạnh trừng to, ngươi có ý gì, cho dù ta sống nhờ ở nhà ngươi, nhưng cũng là trưởng bối của ngươi, tỷ tỷ và tỷ phu của ta còn chưa mở miệng thì không đến lượt ngươi nói chuyện. Bà ta vừa nhảy dựng lên, Thải Thanh và Lưu Thúy đã đứng ra phía trước, dáng vẻ giống như là tạ di chuẩn bị đánh Vân Khanh làm tạ di thực sự muốn xông vào đánh nàng một trận nhìn bộ dạng tức giận của tạ di vân khanh cũng cảm thấy rất buồn cười nàng chậm rãi thưởng thức trò hề của bà ta nhẹ nhàng nói gì đúng là oan uổng cháu gái cháu gái nghe lời phụ thân đưa địa khế tòa nhà đã mua xong cho gì đây không phải muốn tới thông báo cho gì không cần làm khách mà có thể ở nhà của chính mình sao hóa ra người động một tí là hô to gọi nhỏ như tạ di cũng có một chút xấu hổ Bà ta vốn tưởng rằng Vân Khanh đến để gây chuyện, ai biết được hóa ra nàng tới là để đưa địa khế, nhưng vừa rồi nàng nói những lời ngụ ý sâu xa, khó trách bà lại nghĩ nhiều. Bà ta hăng nghĩ đến, nếu bà ta không phải vừa trông thấy Vân Khanh đã nói châm chọc sỏ xiên trước thì sao nàng lại đáp trả những lời kia được. Bà ta thu lại sắc mặt, sờ sờ vào thái dương, lại bày ra bộ dạng trường bối, mở miệng nói nhà mua ở chỗ như thế nào bà ta lại trưng ra dáng vẻ sĩ diện như chưa từng xảy ra chuyện gì huống hồ lần trước ở trong thư phòng của thẩm mậu vân khanh đã xuyên thủng lớp mặt nạ giấy của bà ta rồi đối với người muốn trèo cả lên giường của tỷ phu mình nàng hoàn toàn không còn chút tình thân gì chẳng qua là vì giữ thể diện cho tạ thị nhận lấy tờ địa khế mà lưu thúy đưa qua nàng nói đây là của căn nhà gì muốn mua tạ di nhân tay giật lấy tờ địa khế cầm trong tay nhìn thấy tên nhà là của mình đuôi lông mày cong lên, chỗ ở cách thẩm ra một con phú, hai mắt sáng rực lên, lại nhìn thấy số bạc dùng để mua là 2.200 lượng, trong tức khắc cảm thấy toàn thân có một loại ảo giác như muốn bay lên. Ha ha, 2.200 lượng, đều do thẩm ra bỏ tiền ra, đều viết tên của bà, căn nhà này sau này là của bà, nhìn diện tích căn nhà, lại nhìn năm tháng xây dựng, trong lòng tả di vô cùng đắc ý. Ánh mắt kia thật giống như là muốn biến thành hai bàn tay vuốt ve ôm ấp tờ khế đất. Bà ta xem một lúc lâu, ngẩng đầu lên hỏi, "Nhà này là cho ta sao?" Trong mắt Tạ Di lóe lên sự tham lam, giống như có hai thỏi bạc được khảm vào trong con ngươi, vẻ mặt mong chờ, nhìn chằm chằm vào Vân Khanh, sợ trong miệng nàng thốt ra bốn chữ "muốn bà bỏ tiền". Vân Khanh vốn muốn trực tiếp nói cho bà ta biết thật ra đây là dùng tiền thuê cửa hàng ở thôn trang của bà ta mua về, thưởng thức khuôn mặt khó chịu của bà ta, nhưng lúc này nàng chưa muốn nói, để cho tạ di chìm trong niềm vui chiếm được tiện nghi của thẩm gia, loại vui sướng này một khi càng lâu, lúc biết được chân tướng lại cho bà ta đả kích càng lớn. Vì thế, nàng mỉm cười gật đầu nói là nhà của gì? Nghe được câu nói khẳng định này, tạ di cười sung sướng tức giận trong mắt cũng biến mất, cầm địa khế nhét vào bên trong thắt lưng, nhìn Vân Khanh cũng thấy thuận mắt hơn, tỷ tỷ và tỷ phu quả nhiên là vẫn quan tâm đến ta. Quan tâm cho hẳn một căn nhà, đó là đương nhiên. Vân Khanh cũng thuận theo mà gật đầu, gì phải chọn ngày tốt mà chuyển vào ở nha. Có thể ở trong nhà của chính mình, cảm giác tất nhiên là tốt hơn so với việc ăn nhờ ở đầu, tạ di dĩ nhiên chọn vế đầu tiên ngày tức khắc tỏ vẻ sẽ chọn ngày tốt gần nhất để chuyển nhà. Hành lý của bà ta vốn không nhiều lắm, cách thẩm phủ cũng chỉ một con phú, tạ thị sai gia đình chuyển đồ cho bà ta, sau đó còn tặng một ít lễ vật chúc mừng bà ta chuyển đi, bởi vì còn trong hiếu kỳ, thời gian chịu tang, tạ di không thể làm tiệc rượu rầm rộ, mà chỉ có hai nhà cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm rồi thôi. Nhưng Vi Ngưng Tử vẫn cố ý vô tình ở thư viện để lộ ra nhà cô ta bỏ tiền ra mua căn nhà to kia, Vân Khanh cũng vô cùng phối hợp mà nói cho nhiều người biết, đó là căn nhà tả di tự mình mua. Các vị phu nhân tiểu thư ở thành Dương Châu cũng nghe ngóng được, thấy hai người là quả phụ mồ côi, lại có số tiền lớn để mua nhà như vậy, biết Vi gia cũng là vọng tộc ở kinh thành, tuy rằng Vi Ngưng Tử không có cha, nhưng cũng có tên tuổi quan gia, tiểu thư lại có thân gia giàu có, bài xích đối với nàng ta cũng dần dần biến mất. Đây là chuyện về sau, tạm thời không nhắc đến, chuyện tạ di chuyển ra khỏi thẩm gia cũng đã giải quyết xong, thẩm mậu cũng lựa chọn tốt địa điểm dựng thiện đường, gần ngoại ô thôn trang ở trong thành, sau khi sửa chữa lại đồ dùng bên trong là có thể mở lớp, việc này ông không cần trông coi, đương nhiên đã có các quản sự bên dưới chuẩn bị chu đáo. Trong nháy mắt đã hơn nửa tháng. Nửa tháng này trong phủ cũng rất bình yên, không biết Thẩm Mậu nói gì với lão phu nhân mà lão phu nhân nửa tháng này không gây khó dễ gì cho Tạ thị, mỗi ngày Tạ thị đều bồi dưỡng cơ thể và tinh thần thật tốt, một lòng mong chờ có thể sinh hạ con trai. Lúc này, cả nhà đang cùng nhau ngồi dùng cơm, thấy mọi người đã buông đũa xuống, Thẩm Mậu và Tạ thị liếc mắt nhìn nhau, rồi cười nói với lão phu nhân, "Mẫu thân, thời gian này chuyện ở Thiện Đường con cũng đã xử lý tốt." trong tay cũng không có chuyện gì phải giải quyết. Cũng đúng lúc muốn đi lợi châu xem tình hình cửa hàng, nghe nói núi thần nữ cầu tử rất linh nghiệm, muốn dẫn văn nương cùng nhau qua đó dâng lễ, không biết nương thấy thế nào. Lão phu nhân tự tay bưng chén trà sen thơm mát uống, nghe xong cũng không có thái độ gì, nhìn sắc mặt tạ thị một lúc, đưa chén trà cho vương mama mới chậm chạp nói, đi ra ngoài cũng tốt, núi thần nữ kia ta cũng đã nghe thấy có người nói qua, con dẫn theo con dâu qua đấy cung bái cũng tốt. Không nghĩ đến lão phu nhân nhanh như vậy đã đồng ý, có lẽ là những chuyện liên quan đến tôn tử, bà cũng dễ dàng hơn, cũng có thể thẩm mậu đã nói qua gì đấy khiến cho bà hành xử khác đi, dù sao lúc này, mắt tạ thị cũng sáng lên, khuôn mặt tràn đầy vui mừng. Đứng ở phía sau hầu hạ tạ thị dùng cơm, trên mặt thu di nương hiện lên hâm mộ cùng ghen tị, nàng ta cũng muốn đến núi thần nữ vái lại. Vào cửa đã 4 năm, bụng nàng ta vẫn không có động tĩnh gì, nàng ta không thể so với Thủy Di Nương là lương thiếp được nạp vào, lại có lão phu nhân làm chỗ rửa, cũng không so được với Bạch Di Nương trước đây là đại nha hoàn bên người tạ thị, lại được tạ thị yêu thích. Nàng ta chỉ là quả phủ, cung thầm mậu có trước có sau mới được nạp vào, không nói đến nhi tử, dù chỉ là nữ nhi cũng tốt, nếu không có con, chờ nàng ta nhiều tuổi, nhàn sắc cũng phai đi ở trong nhà nhưng một chút địa vị cũng không có. Chính vì vậy nên nàng ta so với Thủy Di nương thì cẩn thận hơn nhiều, nàng ta sẽ không vào lúc này nói ra mình muốn đi, mà trong lòng đã bắt đầu có tính toán. Ra khỏi Vinh Tùng đường, đến viện của Tạ thị, Tạ thị nhìn Vân Khanh, nghĩ đến nữ nhi cũng chưa đi Lợi Châu, nhân tiện nói, "Vân Khanh, con cũng lâu rồi chưa đi ra ngoài, hay là con cùng đi Lợi Châu với nương?" "Nương, nữ nhi còn phải đến thư viện" mới vừa xin nghỉ giờ lại xin phép nữa thì chỉ sợ đến lúc phu tử kiểm tra con sẽ bị đánh giá kém mắt. Vân Khanh biết đây là phụ thân đưa mẫu thân đi núi thần nữ cầu tử, cầu xin có con trai, nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp, lại không có tổ mẫu và tiểu thiếp bên cạnh làm nương bực bội, chẳng khác nào hai người đi ra ngoài hưởng thụ cuộc sống ngọt ngào, nhìn nương cười vui vẻ như vậy, chắc chắn là mong chờ đã lâu, nếu mình chen vào ngược lại làm cho hai người trên đường đi phải kiêng rè nhiều thứ trái lại không hay nàng sao có thể làm những chuyện không có mắt quan sát như vậy tạ thị thấy nàng nói muốn đi thư viện cũng không nhiều lời nữa bắt tay vào chuẩn bị cho việc rời nhà một phủ trạch lớn như vậy không phải nói đi là có thể đi lý ma ma tất nhiên là phải lưu lại quản gia những việc nhỏ ở nội viện bà có thể xử lý việc lớn thì còn có lão phu nhân ở đây lúc đấy xin lão phu nhân sắp xếp là được. Mà thẩm mậu cũng gọi tổng quản ngoại viện Mộc Lâm và đại quản sự cửa hàng Lý Tư đến dặn do cẩn thận, hai người họ là trợ thủ đắc lực của thẩm mậu, một người đối nội, một người đối ngoại, là người đã dùng nhiều năm, thẩm mậu tất nhiên là yên lòng. Cả hai người đều bận rộn, mà Vân Khanh mỗi ngày đều theo chương trình học đã báo mà đến học đường, lúc này nàng mặc một bộ kỵ trang màu ngọc bích thắt lại ở lưng tóc vấn thành kiểu song loa kế, sai thải thanh dùng gấm cùng màu buộc chặt lại, lộ ra khuôn mặt tròn trịa hoàn mỹ, da thịt trắng như tuyết, mịn như nước. Lúc tiến về sân cưỡi ngựa phía sau bạch lộc thư viện hấp dẫn theo bao nhiêu ánh mắt nhìn lại. Hôm nay ở sân ngựa đúng là có thể nói anh thư kiều mỹ từng người từng người đều ăn mặc không giống như muốn cưỡi ngựa, trong không khí có đủ loại hương vị. Vân Khanh nhìn qua xung quanh, không tồi, cũng không có ai mặc váy đi học, tuy rằng đều rất xinh đẹp, nhưng rốt cuộc đều là mặc kỵ trang. Đứng trước lan can màu trắng Trương Huỳnh mặc đồ màu đỏ tươi, trên đầu thắt năm bím tóc, bên trên có đính chuỗi chân châu nhiều màu, từ phía sau hướng lên trên vấn kiểu thức viên kế, bộ dáng nàng ta vốn dạng dỡ tươi sáng, chán cao đầy đặn, thần sắc hưng phấn mang theo khí chất ương ngạnh, lúc này thoạt nhìn lại càng lóa mắt. Mà vi ngưng tử vốn xinh xắn lanh lợi, hôm nay mặc kỵ trang màu vàng nhạt, làm cho thân hình yêu kiều như hoa, lưng áo bó chặt, mang vẻ mềm mại yếu ớt hoàn toàn bất đồng với Trương Huỳnh. Cũng một thân kỵ trang, Trương Huỳnh mặc vào có tư thái hiên ngang oai hùng, vì ngưng tử mặc vào lại làm người ta thương yêu, đúng là có thể nói, quần áo là vật trang trí bên ngoài, khí chất mới là quan trọng nhất. Ngoại trừ các nàng, cũng có một cô nương có chút rực rỡ, nàng ta cũng một thân kỵ trang đỏ rực, nhưng đi giày đen, cả người nhanh nhẹn hoạt bát đang ngồi một bên, cầm roi ngựa trong tay nhìn phong cảnh xung quanh. Nàng ta là con gái của đô chỉ huy sứ của Dương Châu Dương Hoài, Dương Nhạn Dung, lúc trước Vân Khanh báo học kỵ xả, nhìn thấy trên báo danh cũng có tên của nàng ta. Nàng ta một mình đứng ở đó, không cùng những cô nương khác đứng một chỗ nói cười, có vẻ rất đặc biệt, dung mạo cũng không giống như những cô nương khác, mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, không mặc kỵ trang, khuôn mặt cũng có phần anh khí bởi vì ở trên nàng ta còn có ba vị huynh trường phụ thân nhiều tuổi rồi mới có một nữ nhi được xem như là bảo bối trong lòng bàn tay ngày thường ở cùng mấy vị huynh trường cơ hồ được coi như là nam hài mà nuôi dưỡng đi học cũng ít mặc váy áo các kiểu mà đều mặc kỵ trang đơn giản tiện lợi đến thư viện cũng không phải ngồi xe mà là cưỡi ngựa đến cũng được xem như là vẻ đẹp đặc biệt của dương châu nghe nói nàng ta không thích học cần kỳ thi họa gì đó. Trước đây cũng có phu tử dạy nàng cưỡi ngựa bắn cung, nhưng vì để không bị buồn chán nên mới báo danh học lớp kỵ xạ này. Nàng cũng không thích cùng những nữ hài tử khác nói chuyện sim y, châm cài, ngày thường cũng chỉ tách biệt một mình. Vân Khanh đoán chừng, nếu không phải đại ung không cho phép nam nữ học chung, chắc rằng vị tiểu thư này chỉ hận không thể cùng các nam tử cùng nhau đọc sách nếu không trên gương mặt kia sao lại lộ ra vẻ nhàm chán muốn chết kia chứ. Nhìn một vòng, cũng đã đến giờ vào lớp, Chu phu tử mặc một bộ đồ chẽn màu xanh sẫm đi đến, Chu phu tử trước đây từng thi qua võ khoa, cũng có chút công phu, một lòng muốn lên xa trường, sau này cưới Chu phu nhân, liền phai dần ý tưởng này trong đầu, nhân phẩm tốt, lại có kiên nhẫn nên mới được quảng viện trưởng đưa đến nữ tử học viện làm phu tử dây kỵ xa. Ai ngờ ông vừa bước đến, trên đồng cỏ phải có đến 10 nữ đệ tử phát ra tiếng cảm thán, những người khác đáy mắt hẳn là cũng lộ ra tia thất vọng. Trương Huỳnh nhìn về phía sau Chu Phu Tử vừa đến, lại không thấy có người khác xuất hiện, oán hận dậm chân hỏi, Chu Phu Tử, tại sao hôm nay lại là ngày dậy vậy? Câu hỏi vừa xong, khiến cho Chu Phu Tử cũng trở nên giờ khóc giờ cười, ông biết nếu ông đến kiểu gì cũng có câu hỏi này, Bình thường mỗi học kỳ cưỡi ngựa bắn cung cũng chỉ có 4 năm đệ tử, kỳ này hơn 10 người. Tất nhiên không phải vì ông dạy tốt mà do vị Thế tử Cẩn Vương kia. Chỉ tiếc mấy cô nương được nuông chiều kia cũng không nghĩ lại, người ta đường đường là Thế tử Cẩn Vương chẳng lẽ không có việc để làm mà ở trong này dạy các nàng cưỡi ngựa bắn tên sao? Ông ho một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, Thế tử Cẩn Vương chỉ là dạy thay cho ta, hôm nay phu tử ta không bệnh không thương. Đương nhiên là ta đến đây. Đây chính là thông báo cho các nàng biết, về sau chỉ cần Chu phu tử không sinh bệnh, thế tử Cẩn Vương sẽ không đến. Chỉ thấy các vị tiểu thư kia vừa rồi mặt đầy hưng phấn, thắt lưng vươn thẳng dường như rụ xuống. Chu phu tử nhìn một vòng, chỉ có Dương Nhạn Dung, Thẩm Vân Khanh, Vi Ngưng Tử, còn có hai nữ đệ tử khác sắc mặt vẫn có vẻ bình thường. Dương Nhạn Dung thì không cần phải nói, cả thư viện nàng chỉ cảm thấy có hứng thú với cưỡi ngựa bắn cung. Vân Khanh vốn vì muốn học cưỡi ngựa mà đến, nàng thật ra cũng có chút thất vọng, nhưng thất vọng của nàng và những người khác không giống nhau. Nàng vốn muốn hôm nay nếu ngự phượng đàn ở đây, chuyện căn nhà của tạ di, công lao của hắn là quan trọng nhất, phải nói lời cảm ơn, đáng tiếc hắn không ở đây, vậy thì lần sau lại cảm tạ hắn vậy. Mà vi ngưng tử tuy cũng thất vọng muốn chết giống như những người khác, nhưng đối với Ngự Phượng đàn, cô ta vừa vui thích, vừa lo sợ, giống như hắn đối với cô ta là âm tình bất định, hơn nữa cô ta vốn lòng dạ thâm sâu, cũng sẽ không thể hiện lên trên mặt. Vì Ngự Phượng đàn không đến, các tiểu thư khác cũng không có hứng thú học tập, Chu phu tử vốn hôm nay muốn dạy cách lên ngựa, thấy không khí như có mây đen nhìn nhịt che phủ, bèn đổi thành bắn tên. Từng vị tiểu thư đều được thư viện chuẩn bị cho thiên kim cung Thiên Kim Cung đúng thật là tên như nghĩa, thật ra chính là cung tiễn dành cho con gái. So với cung tiễn bình thường, lực kéo chỉ có khoảng nửa thạch, đặc biệt chuẩn bị cho nữ từ học viên. Sao thạch là một đơn vị đo lường của Ti Kiêu. Đợi Chu Phu Tử bắt đầu dạy cách cầm cung cùng với những điểm quan trọng khi bắn tên. Các vị tiểu thư này căn bản là không làm theo những lời phu tử dạy, kéo cung được một lúc thì nhìn trời ngắm mây, xem phong cảnh. Dương Nhạn Dung đứng một bên nhìn các vị thiên kim tiểu thư kia than mệt, đáy mắt lộ ra tia phiền chán, cả thư viện vốn chỉ có khóa kỵ xạ là đặc biệt im lặng, bây giờ nhiều người như vậy đúng là phiền phức. Nàng ta rút ra một mũi tên dài, đứng nhìn cái bia cách đấy mười thước, dùng sức bắn xuyên qua, chút hết bực bội trong lòng. Quay đầu lại chú ý đến Vân Khanh đang đứng trước cái bia ngắm thứ hai, đang chăm chú nghe phu tử nói cách cầm cung. Đợi đến khi nhìn thấy Vân Khanh tự mình luyện tập, mỗi lần bắn tên đều không bắn trúng bia, khẽ nhíu mày, bước qua đứng bên cạnh nàng, dùng cung nâng khuỷu tay nàng lên ngươi, chỗ này phải để ngang lại, nếu không tên cũng không bay nổi, thì làm sao có thể bắn trúng bia. Vân Khanh đang chán nản, nàng bắn mười mũi tên, mỗi tên đều không trúng đích, nàng muốn bắn về hướng đông nó lại bay về hướng tây, nàng quả thực đã nghĩ đến cầm mũi tên mà trực tiếp cắm luôn vào bia cho nhanh đột nhiên lại thấy có người chạm vào khuỷu tay nàng quay đầu lại liền thấy dương nhạn dung đang đứng trước mặt nàng dương nhạn dung lớn hơn vân khanh một tuổi cao hơn vân khanh một cái đầu chân dài eo nhỏ nhìn qua không giống như thiếu nữ đã dậy thì chu phu tử nhìn thấy dương nhạn dung đi đến bên vân khanh cũng gật đầu nói nhạn dung cho cưỡi ngựa bắn tên tốt hướng dẫn vân khanh nhiều một chút trò ấy năm nay mới học ông có thể cảm thấy được Thẩm Vân Khanh thực sự muốn học cưỡi ngựa bắn cung, không giống như những tiểu thư khác là vì thế tử kia mà đến. Vâng, Dương Nhạn Dung gật đầu đáp ứng, xoay người bắt đầu hướng dẫn Vân Khanh, người làm giống như lúc nãy ta nói, khuỷu tay nâng lên, giữ vững, thử lại đi. Được, Vân Khanh đối với vấn đề này cũng không có hiểu biết gì, cho đến lúc nghe hướng dẫn vẫn có phần không hiểu, lo lắng một lúc mới rốt tên, nhắm vào hồng tâm. Vì vậy lớp cưỡi ngựa bắn cung, Chu Phu Tử chỉ là phụ giúp, còn Dương Nhạn Dung dạy Vân Khanh cưỡi ngựa bắn tên. Một ngày qua đi, Vân Khanh và Dương Nhạn Dung cũng dần quen thuộc, nàng phát hiện tính cách Dương Nhạn Dung cùng với nam hài tử giống y như đúc, lòng dạ ngay thẳng, nói chuyện cũng không thích ẩn ý sâu xa, dù người khác có nói vòng vo thì nàng ta cũng không hiểu. Ở gần Dương Nhạn Dung thật ra rất đơn giản, có gì muốn nói thì nói không cần vòng vo tam quốc, nhưng đúng là rất thoải mái. Vân Khanh ảo ước nghĩ, chuyện này nguyên nhân chắc do Dương chỉ huy sứ chỉ có Dương phu nhân là chính thê, không có thiếp thất thông phòng. Thời gian cũng qua nhanh, ngày sáng thì đêm tối trốn đi, Vân Khanh ở thư viện có nhiều thêm một vị bằng hữu, mà thời gian thẩm mậu và tạ thị xuất môn cũng đến gần, cho nên tạ thị chuẩn bị chừng ba ngày mới xử lý cẩn thận tất cả sự vụ, đến buổi chiều trước ngày xuất hành Thu Di Nương đến thỉnh an tạ thị. Nàng ta bước vào viện, nhìn hành lý đã chuẩn bị tốt, trong mắt hiện lên tia ghen tỉ, rồi nhanh chóng khoác lên vẻ khéo léo tươi cười, đi vào thỉnh an. Tạ thị mấy hôm nay tinh thần rất tốt, mặc dù sai người sửa soạn này nọ, sắp xếp việc nhà có chút mệt nhưng cũng không ngăn Thu Di Nương ở bên ngoài. Dường như hôm nay Thu Di Nương rất vui, vui vẻ nói chuyện phiếm với tạ thị nàng ta có thói quen thổi phồng nịnh nọt do trước kia là vợ của quản sự bên ngoài cũng gặp qua nhiều chuyện nói chuyện xưa cũng có mấy phần ý tứ tuy tạ thị không thích thu di nương dù sao một nữ nhân mà trượng phu vừa mới ra ngụ thất quy định cúng thất cho người đã mất sao mình cũng không dành vụ này lắm mũ sao đã thông đồng với tướng công của mình cho dù là ai cũng không thích nhưng tóm lại cũng biết đúng mực không làm người khác bực mình hơn nữa tạ thị vì che giấu rèm pha nên mới làm chủ nạp vào, nên tuy có mệt mỏi, nghe cũng không hiểu được bao nhiêu, thỉnh thoảng vẫn đáp lại vài câu. Thu Di Nương đang kể chuyện lạ, chuyện xưa về một người ở trên núi đào được một tảng đá hình người, phỉ thúy bước vào bưng theo một bát cháo mứt táo tơ vàng, Thu Di Nương vội nhận lấy, cầm khăn tay khua đi hơi nóng bên trên, ân cần bưng qua cho tạ thị, nói, phu nhân, cháo này hầm tốt lắm, vừa nhìn đã biết là phỉ thúy tự tay làm. Phỉ thúy khéo tay, nấu cháo ngon, nấu canh ngọt, có đôi lúc tự mình xuống bếp nấu cháo cho tạ thị bồi bổ thân mình, gật đầu nói, đúng là di nương có cây mũi tinh tường, vừa ngửi mùi đã nhận ra. Phỉ thúy là nha hoàn đắc lực của tạ thị, so với thu di nương, ở trong phủ cũng có một ít thể diện, nhưng làm người vẫn biết khách khí cũng không vì có tài mà ngang ngược kiêu ngạo nên Thu Di Nương cũng thích nói chuyện với nha đầu này. Người thấy mùi cháo là tỷ thiếp đã muốn ăn, nhưng hôm nay phu nhân mệt mỏi, tinh thần tỷ thiếp lại tốt, cũng không nên uống. Thu Di Nương bưng bát cháo đến trước mặt tạ thị, muốn hầu hạ bà ăn cháo. Tạ thị lúc này không muốn ăn, xua tay nói, ngươi để ở bên kia đi, lát nữa ta sẽ uống, nhưng ngươi nói thử xem trên tảng đá hình người kia có gì cổ quái nụ cười trên mặt Thu Di Nương hơi cứng lại, nhìn thoáng qua bát cháo mất táo tơ vàng đặt trên bàn trà, tiếp tục nói: cho đến lúc Tạ Thị bắt đầu muốn nghỉ ngơi, ánh mắt lại đảo vài vòng trên bát cháo kia rồi mới đứng lên cáo từ. Chờ nàng ta đi rồi, Phỉ Thúy nói một câu: hôm nay tâm trạng Thu Di Nương rất tốt, con kể chuyện lạ cho phu nhân nghe. Bưng bát cháo lên tay, hơi hơi nhíu mày, phu nhân, cháo này nô tỳ đi hâm nóng lại cho người dùng. Tạ thị cũng muốn uống cháo liền gật đầu, phỉ thúy bưng bát cháo lui ra ngoài, cũng không đến thẳng phòng bếp mà gọi một tiểu nha hoàn lại, ghé vào lỗ tay nhỏ giọng mấy câu, tiểu nha hoàn kia nghe xong liền nhận lấy bát cháo rồi chạy ra ngoài. chương 139, tạ thị có hỉ, ba. Qua hơn nửa canh giờ sau, tiểu nha hoàn trở lại, trong tay còn cầm theo một vật gì đó đưa cho phỉ thúy nhìn, vừa nhìn thấy, sắc mặt phỉ thúy liền thay đổi. Tiểu nha đầu suy nghĩ một hồi, nhận lấy vật kia, gọi tiểu nha hoàn bưng một bát cháo mất táo tơ vàng khác đi vào. Vân Khanh đang ngồi cạnh cửa sổ đọc sách dậy đánh cờ, phi đan ở bên ngoài đến truyền lời. Có phỉ thúy trong viện của phu nhân đến xin gặp, nàng hơi bất ngờ, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày mai cha mẹ xuất hành, phỉ thúy lúc này không ở bên đấy chuẩn bị hành lý, còn đến chỗ nàng làm gì? Chẳng lẽ nương có việc muốn dặn dò nàng? nàng đặt sách sang một bên, bước ra thư phòng, ngồi xuống giường La Hán ở chính sảnh rồi mới bảo Phi Đan gọi Phỉ Thúy bước vào. Một lúc sau, mảnh nhấc lên, Phỉ Thúy mặt mày thanh tú xinh đẹp trong tay còn ôm theo rổ trúc tiến vào, đầu tiên là hành lễ với Vân Khanh, rồi nhìn thoáng qua xung quanh. Vân Khanh hiểu ý cho các nha hoàn khác lui xuống hết, chỉ để lại Lưu Thúy bên người, lúc này Phỉ Thúy mới mở miệng nói, tiểu thư, người nhìn thứ này xem nhà đầu kia kéo mảnh vải bố phủ trên rổ, chỉ thấy bên trong có một con chó nhỏ đang ngủ, mềm oạt nằm úp sấp, bốn chân duỗi ra ở trong rổ, chân mày nhăn lại nghi hoặc con chó nhỏ này có cái gì cổ quái sao? Sao, đây là phu nhân sai ngươi đưa đến cho ta? Nàng chậm rãi mở miệng. Tuy biết rằng tạ thị sẽ không đưa con chó nhỏ này đến cho nàng, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra nửa điểm mà hỏi. Phỉ Thúy biết đại tiểu thư tuy mới chỉ có 13 tuổi, nhưng so với phu nhân còn có vẻ thành thục hơn, mặc dù đối với con chó nhỏ trong rổ trúc của mình có nghi ngờ nhưng không lộ ra, trong lòng âm thầm bội phục, lúc này mới lên tiếng, đại tiểu thư, vừa rồi thu di nương đến thỉnh an phu nhân, ngồi chừng nửa canh giờ, còn cố ý muốn hầu hạ phu nhân ăn cháo, nô tỳ thấy hành động có chút khác lạ, mới lấy bát cháo ra, sai người tìm con chó nhỏ cho uống một nửa. Phỉ Thúy nói xong, đem con chó nhỏ trong rổ thả xuống, chỉ thấy trong bụng con chó nhỏ vang lên âm thanh ủng ục, một hồi lại chảy ra nước, hóa ra không phải là nó ngủ mà không có sức để đứng dậy. Nhìn thấy như vậy, Vân Khanh sao có thể không biết, bát cháu kia đã bị thu di nương hạ thuốc rổ, hơn nữa liều lượng còn không nhỏ, nếu không phải phỉ thúy phát hiện ra có chuyện khác lạ, thay bát cháu khác, chẳng may nương uống phải cháu này, tất nhiên đi tả không ngừng, không thể xuất môn. Mà nay ở trong phủ, Thủy Di Nương bị nhốt ở từ đường, Bạch Di Nương không tranh chấp gì, còn lại cũng chỉ có Thu Di Nương. Cha lấy danh nghĩa đi xem cửa hàng ở Lợi Châu, nếu tổ mẫu thấy Nương sắp xuất hành còn nhiễm bệnh đương nhiên không vui, nói không chừng sẽ để Thu Di Nương đi theo cha đến Lợi Châu. Đối với tổ mẫu mà nói, trong nhà Di Nương cũng vậy mà thông phòng cũng thế, chỉ cần ai có thể sinh hạ tôn tử cho bà là tốt rồi, thân phận như thế nào ở trong lòng bà đã trông mong tôn tử thành si cũng không là cái gì. Di nương trong nhà đúng là không làm cho người khác bớt lo, mỗi người đều vì chính mình mà mưu tính, thu di nương này bình thường thoạt nhìn có vẻ an phận, nhưng tại thời điểm này vẫn tính toán thiệt hơn. Vân Khanh bưng chén trà mất táo lên, im lặng uống một ngủ, mới nâng mắt lên hỏi, ngươi chưa nói chuyện này cho phu nhân chứ? Nàng không phải đặt câu hỏi mà chỉ đơn giản là đang trần thuật lại, nếu Phỉ Thúy nói cho Tạ thị, chỉ sợ trong phủ bây giờ không còn được yên tĩnh như vậy, cũng không cố ý đến nơi này nói cho nàng. Ngày mai phu nhân đã xuất hành, nếu nô tỳ nói cho người biết việc này, chỉ sợ người lại phí công suy nghĩ, buổi tối chỉ sợ ngủ không ngon giấc. Nô tỳ nghĩ nếu đã phát hiện ra thuốc này, thì không bẩm báo cho phu nhân biết mà thông báo trước cho đại tiểu thư một tiếng. Phỉ Thúy nhỏ giọng nói, Tạ thị rời nhà, tuy không nói để Vân Khanh quản gia, nhưng cũng có dặn dò Vân Khanh, thời gian rảnh rỗi theo lý mama cũng quản sự, học cách giải quyết chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà, cho nên mới có lời nói hôm nay của phỉ thúy, đó chính là nhắc nhở Vân Khanh ở nhà thì phải chú ý nhiều hơn, dù sao chuyện của Tommy lần trước cũng đã để lại ấn tượng cho hạ nhân trong phù. Vân Khanh đương nhiên hiểu rõ ý của phỉ thúy, mắt nàng đảo qua con chó nhỏ, ánh mắt bình tĩnh hun hút như vực sâu việc này ngươi làm rất tốt, sau này cũng không cần nói với phu nhân. Phỉ thúy gật đầu, đem con chó nhỏ thả vào rổ, che kín lại rồi mới lui ra ngoài. Liều thúy lúc này mới mở miệng nói, tiểu thư, thu di nương cũng dám kê đơn với phu nhân, lá gan bà ta cũng quá lớn rồi. Vân Khanh thản nhiên cười, ánh mắt ẩn chứa tia sáng kỳ dị, lá gan lớn. Nàng ta cũng chưa tính là gì đâu, xưa nay thê thiếp tranh đấu đều là vậy, Người đến ta đi, thủ đoạn nhiều vô kể, thuốc sổ của thu di nương cũng chỉ là nhẹ mà thôi. Vậy tha cho bà ta sao ạ à? Nếu như còn lần sau thì phải làm thế nào? Liêu Thúy phản đối, nhà đầu này yêu ai củ ấu cũng tròn. Đối với những người không tốt với Vân Khanh, Liêu Thúy rất ghét, nên với tạ thị cũng vậy. Những người làm hại tạ thị, đương nhiên cũng không bỏ qua. Tha cho bà ta, Vân Khanh buồn cười nhìn Liêu Thúy, liếc mắt một cái chỉ sợ là em có đồng ý thì ta cũng không chấp nhận đâu tiểu thư định xử lý bà ta như thế nào lưu thúy nhìn vân khanh tươi cười từ khi tiểu thư rơi xuống nước nhà đầu này phát hiện ra chỉ cần nàng cười càng đi ụ dàng càng bình thản thì trong lòng lại càng đang tính kế dĩ bỉ chi đảo hoàn thi bỉ thân người ta làm gì với mình thì mình đáp trả lại bằng cái đó thu di nương trở về từ viện của tạ thị vẫn luôn đợi tin tức từ bên ngoài truyền đến, nhưng đợi đến đêm, cũng không thấy trong phủ mời đại phu. Rõ ràng nàng cho thuốc sổ trên mặt khăn, lại còn cho nhiều lần, thuốc sổ này dược tính rất lớn, chỉ cần ăn vào một ít cũng có thể làm cho người ta đi tả ba ngày, tạ thị nếu uống bát cháo mất táo tơ vàng kia, không có khả năng đến lúc này cũng không có phản ứng gì. Chẳng lẽ bà ta phát hiện ra manh mối gì nên không uống? thu di nương sai phong nhi bên cạnh mình sang viện của tả thị hỏi thăm lúc trở về nói là tả thị đã sớm uống bát cháo kia rồi đi nghỉ nàng loáng thoáng cảm thấy bất an nếu uống rồi tại sao không có phản ứng gì chẳng lẽ đã phát hiện ra nàng động tay chân nếu phát hiện tại sao còn chưa nổi giận trong bụng có nghi ngờ thu di nương ngủ không mon giấc chờ mình đến sáng hôm sau cùng mọi người tiễn thẩm mậu và tả thị ra cổng chính Tạ thị lại dặn dò Lý Ma Ma và Vân Khanh hết lòng chăm sóc lão phu nhân, rồi mới cùng thẩm mậu bước ra cửa. Thu Di Nương từ đầu đến cuối quan sát biểu tình của tạ thị, lại không nhìn thấy tạ thị có điểm gì khác thương. Cho đến lúc xoay người trở về, nghe thấy Vân Khanh đứng bên cạnh cười nói, Thu Di Nương hôm nay có vẻ như không được khoe. Nghe vậy, trong mắt Thu Di Nương hiện lên chút bối rối, vươn tay sờ hai má, gượng cười, vâng, có lẽ là biết lão gia và phu nhân cùng nhau xuất môn nên vui mừng. Mừng mới có quỷ, Vân Khanh thầm oán, trên mặt lộ ra vẻ thân thiết, cười nhạt, Thu Di nương đúng là một lòng vì phu nhân, tấm lòng này đúng là làm người ta cảm động, hôm nay tiễn cha mẹ xuất môn ta cũng chưa ăn sáng đâu. Dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua Bạch Di nương một vòng, nói tiếp, hai vị Di nương chắc là cũng chưa ăn sáng, không bằng đến viện của ta cùng dùng bữa đi đại tiểu thư có thể mời di nương đến viện của mình dùng bữa đây là chuyện khó mà có được lúc này thẩm mậu và tạ thị đã ra ngoài trong nhà trừ lão phu nhân ra thì vân khanh là lớn nhất các nàng tất nhiên là gật đầu đi tới quy nhạn các thải thanh sai người đưa phần của hai di nương lên trừ điểm tâm tinh xảo hàng ngày ra trên bàn còn có một nồi cháo nóng hồi vân khanh mỉm cười nói ta hôm nay mới nấu cháo mất táo tơ vàng mất táo làm đẹp dưỡng da Thu Di Nương tối qua nghỉ ngơi không tốt, uống cái này là thích hợp nhất. Nghe thấy năm chữ cháo mất táo tơ vàng, Thu Di Nương chợt ngẩng đầu lên, châm cài thạch anh màu đỏ lay động vang lên tiếng đinh đang, ngẩng mặt nhìn gương mặt của Vân Khanh, thấy nàng mỉm cười nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt thản nhiên, vẻ mặt cười tươi chân thành, bất luận là ai cũng không nhìn ra ẩn tình gì đằng sau nét tươi cười ấy. Có lẽ là do vận thân nghĩ nhiều, cháu mất táo tơ vàng này nữ quyến ở thầm phủ thường xuyên dùng, chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Thu Di Nương lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt mang theo chút, thụ sủng nhược kinh, nói, đây là hầm cho tiểu thư người dùng, tỷ thiếp không dám nhận. Sao thụ sủng nhược kinh, được yêu thương, cưng chiều mà lo lắng, sợ hãi? Một bát cháo thôi, có gì mà dám hay không, Di Nương xem bạch Di Nương cũng chưa từ chối, Thu Di Nương là người thẳng thắn, Sao hôm nay lại còn như vậy, chẳng lẽ là sợ ta cho cái gì vào trong cháo sao?" Vân Khanh khẽ cười, Thanh Liên đã lấy bát sứ màu trắng ngũ vàng, bắt đầu múc cháo ra, đặt ba bát cháo ở trước mặt Vân Khanh, Bạch Di nương và Thu Di nương. Đôi mắt Phượng kia mang theo ý cười dịu dàng nhưng cũng thâm trầm bí hiểm mà nhìn Thu Di nương, trong lòng nàng ta lúc này đã không còn ý nghĩ may mắn nữa, đại tiểu thư trước mặt chỉ sợ là đã biết được điều gì mới có thể cư xử như vậy mồ hôi trên trán đã bắt đầu ứa ra. Dùng đi, Vân Khanh trước tiên bưng lên, uống một hớp nhỏ, Bạch Di Nương gật đầu, ánh mắt tĩnh lặng, nhận lấy bát cháo, nghiêng người về phía bàn, cũng đưa lên miệng mà uống. Đối với sự im lặng và khiêm nhường của Bạch Di Nương, Vân Khanh đã thành thói quen, lúc này lại để ý nàng ta vài lần, thấy ánh mắt nàng ấy dường như chưa bao giờ liếc nhìn đến những chỗ khác lấy một cái, luôn luôn nửa cúi đầu, mãi nhún nhường, nhưng người như vậy nếu động tâm tư cũng khó mà phòng ngừa nhớ đến lần trước nàng ta lựa chọn thông minh thời gian tạ thị đi thôn trang để về nhà chăm sóc phụ thân càng được tạ thị tin tưởng vân khanh không thể không nói bạch di nương nhìn rất tầm thường này nàng nhất định phải cẩn thận mà chú ý thu di nương thấy cháo là múc từ trong bát to ra lại ở ngay trước mặt nàng ta không có thêm bất kỳ hành động mờ ám gì khác đoán rằng Vân Khanh chỉ muốn cảnh cáo nàng một lần mà thôi. Chương 140, Tạ thị có hỉ, 4. Hạ nhân nói đại tiểu thư nhân hậu dễ gần, nghĩ rằng tính cách của Vân Khanh cùng Tạ thị cũng không khác nhau là mấy, mặc dù biết nàng hạ thuốc sổ, nhưng cũng chỉ nhắc nhở, ngay tức khắc yên tâm mà ăn cháo. Nhìn sắc mặt Thu Di nương buông lòng, khóe miệng Vân Khanh cong lên, đối với người muốn làm hại Tạ thị, nàng tuyệt đối không nhân nhượng. Thu Di Nương và Bạch Di Nương dùng xong bữa sáng liền cáo từ đi về, Thu Di Nương sắc mặt thoải mái, trở lại viện của mình, thần thái vui mừng, nếu đại tiểu thư đã biết, còn ám chỉ với nàng như vậy chắc chắn là phu nhân chưa biết gì về chuyện này, chính mình cả đêm lo lắng không ngủ, đúng là vô ích, ăn thêm vài món liền đi ngủ thêm một chút nữa. Nàng ta Sai Phong Nhi đóng cửa viện lại, chuẩn bị đi ngủ, vừa đi vào nội phòng, lại phát hiện bụng quặn đau tay vịn vào chỗ ngồi của bàn trà cao sơn đen, sau đó trong bụng vang lên âm thanh ủng ục. Ba ngày tiếp theo, Thu Di Nương duy trì liên tục cứ nửa canh giờ thì vào tịnh phòng một lần. Ăn không ngon, ngủ không yên, hơn nữa tiêu chảy không ngừng, làm cho Thu Di Nương lộ ra sắc mặt xanh sao, hốc mắt lõm xuống. Lúc Thu Di Nương nằm trên giường, nhớ lại nụ cười dịu dàng, gương mặt xinh đẹp cao quý của Vân Khanh mà trên sống lưng đều thấy lạnh nàng ta tự nghĩ đấy là tha thứ nhưng thật ra lại là cảnh cáo cháo mất táo tơ vàng kia là trước mặt nàng lấy cho nàng ăn lúc ấy cả ba người đều dùng nhưng đại tiểu thư lại có bản lĩnh làm cho bụng nàng ba ngày liên tục tiêu chảy nếu lúc ấy trong cháo có cho thứ gì khác cho dù ngày hôm ấy có xảy ra chuyện gì trong viện có nhiều người như vậy nhiều ánh mắt như vậy nàng có nói là đại tiểu thư làm cũng không ai tin tưởng nàng ta đột nhiên có cảm giác đại tiểu thư này hoàn toàn không giống như là một cô nương 13 tuổi. Một cô nương 13 tuổi làm sao có thể có tâm tư sâu như vậy? Ngày đó Thủy Di Nương muốn hạ bệ phu nhân, chẳng phải là bị đại tiểu thư phản kích, làm cho lão phu nhân bắt nàng ta đi quỳ ở từ đường tự kiềm điểm lại hay sao? Tuy rằng gần 3 ngày, nhưng cứ chợp mắt được một lúc là lại đi tịnh phòng. Cảm giác ba ngày không ngủ được khiến cho nàng biết thế nào là sống không bằng chết. Sau này, nàng vẫn nên cẩn thận là hơn. Sương lộ viện, bạch di nương, thu di nương mấy hôm nay tiêu chảy đến gầy người, có vẻ như già đi mấy tuổi. Diệp Nhi nhìn bạch di nương đang ngồi trên tháp thiêu hoa, có vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa nói. Ừ, bạch di nương ngay cả đầu cũng không nâng lên một chút, kim thiêu trong tay vẫn liên tục thiêu hình đôi chim liền cánh, gò má xinh đẹp khuất sau bóng dâm, vẫn không nhúc nhích. Diệp Nhi quen nhìn nàng im lặng ít nói, ngồi trên ghế nhỏ, một bên cuộn lại sợi tơ, tiếp tục mở miệng, bạch di nương, người nói xem thu di nương ăn phải cái gì không tốt, sao lại có thể tiêu chảy kịch liệt như vậy, nếu là do phòng bếp làm, cô ta chẳng làm loạn lên đến tận trời, chẳng lẽ do cô ta lén ăn gì đó. Đang say mê trong việc thiêu thùa, bạch di nương hơi động đậy cổ, ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt tò mò của Diệp Nhi, bởi vì nàng ta rất ngu ngốc những lời này do bạch di nương dịu dàng trước sau như một hờ hững nói nhưng ý nghĩa của nó thì như đâm vào tai diệp nhi chợt ngẩng đầu liếc mắt nhìn bạch di nương một cái thấy sắc mặt của nàng ấy vẫn lẳng lặng uống một hớp nước rồi lại tiếp tục thiếu bức hình còn đang làm giờ trong phòng yên lặng tựa như câu nói kia chưa từng được thốt ra diệp nhi không khỏi nghi ngờ có phải chính mình vừa nghe lầm rồi hay không diệp nhi ngồi một bên cuộn lại những sợi tơ lại vừa nhìn bạch di nương cả đầu đầy nghi hoặc cho đến khi bên ngoài có người truyền lời có mi cô nương đến nàng ta đến làm gì bụng lớn như vậy còn đến viện của chúng ta nếu xảy ra chuyện gì chẳng phải là phiền toái sao diệp nhi nói với bạch di nương bây giờ tô mi là bảo bối của thẩm phủ lão phu nhân cố ý sửa sang lại lan tâm viện trước đây nàng ta từng ở lại để cho bích vân trong viện mình đến hầu hạ nàng ta đây là muốn nói cho người của thẩm phủ biết cái thai trong bụng của tô mi là vô giá từ sau khi cô ta uống phải nhục quế điều dưỡng gần nửa tháng vừa mới tốt lên đã muốn chạy nhảy rồi sao diệp nhi biết những gì nàng ta làm lúc vừa mới vào cửa trong lòng lo lắng nên mới lên tiếng bạch di nương nghe vậy cũng ngẩng đầu lên khóe miệng khẽ mỉm cười nàng ta là phụ nữ có thai cả ngày ở trong viện cũng buồn đi lại một chút cũng là chuyện bình thường Diệp Nhi nhìn dáng vẻ dịu hiền của Bạch Di Nương, khẳng định lúc nãy mình đã nghe nhầm. Bạch Di Nương ngay cả nói chuyện cũng không lớn tiếng, thì sao có thể nói người khác ngu ngốc? Nhưng vẫn lo lắng mà nói. Nhưng nếu nàng ta lại đau bụng, rồi lại đổ lên đầu Di Nương thì làm sao bây giờ? Người đúng là nha đầu mốc, nàng ta sẽ không lấy con của mình ra để đùa đâu. Bạch Di Nương thản nhiên cười, mau cho nàng ta vào đi. Vâng ạ. À. Diệp Nhi ở bên cạnh Bạch Di Nương đã lâu, cũng quen với tính cách của nàng, đem bỏ cuộn dây vào trong giỏ, cất ghế nhỏ cẩn thận, đứng lên đón Tô vào phòng. Bạch Di Nương đứng ở cửa, nhìn Tô bên người nàng ta chỉ có Bích Vân, mà Trần Ma không thấy ở bên cạnh, thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói, sao muội muội hôm nay lại đến viện của ta thế này? Bụng Tô lúc này đã gồ lên thật rõ, nàng ta mặc áo dài màu hồng cánh sen, dưới thân là váy dài màu vàng, chân đi giày vải thiêu hoa màu lam, so với lúc mới vào thẩm phủ, khuôn mặt hơi tròn trịa, nhưng nhan sắc không có tổn hại gì, ngược lại có vài phần đẫy đà, trên người không chút hương phấn, chắc là do sợ không tốt với thai nhi, nên trên mặt cũng không trang điểm, vừa nhìn đã biết nàng ta có bao nhiêu quan tâm đến thai nhi trong bụng. Tô mi một tay chống thắt lưng, một tay vuốt bụng, vẻ mặt kiêu ngạo nói, đại phu nói không thể suốt ngày ở trong viện, nên đi lại nhiều một chút, muội nghĩ muốn đến chỗ tỷ ngồi một lát, vừa qua chỗ Thu Di nương, nghe nói nàng ta bị bệnh nên muốn đi thăm, nhưng Bích Vân nói đừng qua, kẻo lây bệnh cho đứa nhỏ nên muội cũng không vào, thuận tiện qua đây thăm tỷ. Trong lời nói tràn đầy đắc ý, mỗi chữ đều chỉ hận không thể nói cho người xung quanh biết, ta đang mang thai, lão phu nhân rất coi trọng ta, vô cùng cưng chiều ta, bây giờ ta là người có địa vị quan trọng nhất trong phu nhìn dáng vẻ đắc ý kia của nàng ta, Diệp Nhi cúi đầu biểu môi khinh thường, khoe khoang thật ghê tởm, lại còn thuận tiện đến đây, ngươi chỉ là một thông phòng đến chỗ ở của Di Nương, lại còn khoe mẽ, tự xem mình thành phu nhân rồi sao? Bạch Di Nương cũng không để tâm lời nói của nàng ta, đỡ nàng ta ngồi lên tháp, muội trong bụng đang có tôn tử của lão phu nhân, phải cẩn thận, lão phu nhân để Bích Vân ở bên cạnh muội chính là muốn chăm sóc muội. Lời này vừa nghe thật vui tai, Tommy cảm thấy Bạch Di nương này nhan sắc cũng không có gì nổi trội, lại xuất thân ti tiện nhưng cũng có chút bản lĩnh, khó trách lão gia vẫn luôn tốt với tỷ, tỷ thật biết cách nói chuyện. Bạch Di nương cúi đầu xuống cười nói, ta nhan sắc không nổi bật, lại không được như mi cô nương xuất thân quan gia, chỉ có thể dựa vào chút kỹ xảo nói chuyện, mới có thể được lão gia thương yêu một vài lần. Tính tình của Tommy ra sao? chính là thích được nghe người khác dỗ ngọt lời nói của bạch di nương hạ thấp bản thân mình đem nàng ta nâng lên cao nàng ta đương nhiên là vui mừng mà nhận lấy vốn nàng ta cảm thấy thân phận của mình làm di nương còn thấp lúc trước nàng ta còn thấy tạ thị còn kém cả mình nhưng sau này bị đà kích như vậy cũng chỉ dám so sánh với di nương về phần nhan sắc nàng ta hừ lạnh một tiếng thủy di nương kia đã già như vậy vẫn muốn tính toán thiệt hơn chính mình không sinh được con lại còn muốn làm mất con ta, may mắn ta phúc lớn mạng lớn. Một câu ra vẻ dày dặn kinh nghiệm như vậy, nhân tiện đem bạch di nương gộp chung lại, Bích Vân ho nhẹ một tiếng. Lúc này Tommy mới nhớ đến tuổi của Bạch Di Nương còn lớn hơn Thủy Di Nương 2 tuổi, nhưng nàng ta cho rằng đúng là như vậy, hơn 20 tuổi chính là đã già, nếu không thì sao lại không có nhi từ. Nàng ta nói lời này cũng không sai, chờ lúc nàng ta sinh đứa nhỏ mấy di nương này chẳng phải tới trước mặt nàng ta chịu làm thiếp thất. Thấy Tommy không có ý định giảng hòa, Bích Vân nhìn bạch di nương, thấy thái độ của nàng ta không có gì thay đổi, như không nghe thấy những lời vừa rồi. Ánh mắt dừng lại trên bụng của Tommy, đầy quan tâm, đúng vậy, may là mi cô nương có phúc khí, nếu là người bình thường uống phải những thứ có tính nhiệt mạnh như vậy, chỉ sợ sớm đã. May là cô nương không có việc gì cũng thấy đứa nhỏ trong bụng đúng là thương mẫu thân, mấy hôm nay cây thai vẫn khỏe mạnh chứ. Đúng là những câu nói nghe xong thấy mát lòng, Tommy càng lúc càng cảm thấy Bạch Di Nương đúng là người hợp ý, biết thức thời mà nịnh bợ nàng ta, đúng là biết thời thế, cúi đầu nhìn cái bụng đang nổi lên của mình, buổi sáng đại phu có đến xem qua, nói không có vấn đề gì, chỉ là thai nhi hơi yếu, phải cẩn thận đừng vận động mạnh là được. Ánh tà dương buổi chiều theo song cửa sổ khắc hoa giỏi vào phòng tản ra thành từng ô vuông, chiếu lên mặt bạch di nương. Bông khắc hoa trên cửa sổ vừa vặn in lên sườn mặt, làm cho đôi con ngươi dịu dàng mang theo chốt màu sắc u tối. Ngân châm trên đầu rủ xuống phản xạ lại ánh sáng mặt trời nhàn nhạt, nhạt, nhìn vào có phần chói mắt. Bạch di nương gật đầu nói, vậy thì tốt. Thủy di nương lần này cũng hơi quá đáng, lại lấy cả con nối dòng ra mà gây náo loạn nàng ta ngày thường ỉ vào được lão phu nhân thương yêu, nên làm gì cũng không biết sợ, ngay cả phu nhân cũng không cho vào mắt, lần này có lẽ là nhất thời hồ đồ, nhưng xem ra muội rất được lão phu nhân yêu thương, vì muội mà đem Thủy Di Nương nhốt vào từ đường. Nhớ lại ngày đó chính mình bị thương, đứa con trong bụng thiếu chút nữa là không giữ được, gương mặt Tô Mi hiện lên vẻ tức giận. Khi nàng ta tỉnh lại có nghe Trần Ma Ma nói, lúc ấy cứ nghĩ là do phu nhân làm lão phu nhân còn muốn hưu phu nhân kết quả cha ra là do thủy di nương làm nhưng cũng chỉ đánh mấy chục đại bản bắt vào từ đường ở mấy tháng là hết chuyện thủy di nương là thân thích của lão phu nhân lão phu nhân đương nhiên là phải yêu thương nàng ta có bị nhốt ở từ đường cũng không chịu khô phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn